Alo, chào anh em nhá. Đây là hôm nay bầu trời Hà Nội giữa tháng 8 này rất là mưa gió. Em có thể quay anh em ở xa. Anh nhìn thấy bầu trời Hà Nội đang mưa, xung quanh đây là những anh em đến bán xe. Hôm nay là anh em mình lại về họp bảng lương. Mình họp vừa họp bảng lương bây giờ mới xong nhá, bởi vì là sau 1 tháng là tầm 4 tháng 5 đã thường thường 2 mình đã họp bảng lương trả lương cho anh em rồi. Hôm nay là cũng hơi muộn tí, xin lỗi mọi người cũng lên hơi muộn. Tối hôm qua mình vừa mới mua mấy xe về nhá, bây giờ hiện tại xe đang loạn xạ này, mấy con Dream. Nhưng mà đặc biệt hôm nay là có một con Dream mới đi được có 2.000 cây. Hơn 2.000 cây tí nhá, em có thể quay một chiếc xe Dream 2.000 cây cái. Anh em ở trên hai trên này, anh em gặp nhau chào nhau cái trên này cái nào. Gửi lời, em Hồng Hùng Dung gửi lời chào đến tất cả anh chị em đang xem livestream nhá. Một chiếc siêu phẩm vừa Dung về giới thiệu qua anh vừa mua. Hơn 2.000 cây nhá, giá cũng là hợp tình hợp lý để cho anh em chơi. Quá xuất sắc anh em ạ, con xe này thì nói thật với anh em là quá xuất sắc. 2.000 cây chắc là kiếm được trên thị trường Hà Nội này mới lại các tỉnh lân cận để một chiếc xe là Dream Việt Nam đời này em nói thật rất ít. 2.000 cây, 2.800 cây. Quá em, xuất sắc. Em chờ anh ý. Hiện tại vừa đấy trong cũng đàm phán một số anh em cũng rất là lâu. Đấy, lại đây mất thì... tiếng anh kia ạ. Có mất tiếng không? Anh không nghe gì. Có nghe tiếng không? Nghe mất tiếng. Ok mọi người. Mất tiếng. Anh em nói mai. Mưa gió quá. Chào cảm ơn 419 đang xem nhá. Đầu like đấy anh em có nghe rõ. Ok, Lê Minh Tuấn. Tuấn Nguyên đây, một xe 2.000 cây này. Em lên chưa? Em lên cho anh nhé. Anh cái máy này anh chả mò nó đi đâu. Anh em xem mình cắm lại mic nhá. Đây. 2.800 cây này. Xe này vừa mới mua nhá. Anh nói đi rồi, anh nói đi. Alo. Mic con mà đúng không? Đây rồi, mình lại cắm lại mic đi nhá. Ok đây nhá, một chiếc xe này đón từ là quê lúa Thái Bình này. Nơi mà quê hương okay, của người phụ nữ nặng nhất thế giới. À, chị 25 tấn quê ở Thái Bình. nghe rõ. Em nghe rõ. Được mà. Được vẫn nghe rõ. Đây rồi. Đây cái xe này là rất hợp lý nhá. Xe này chìa khóa này em quay cho anh hai chìa khóa. Xung quanh này là những anh em đang đến bán một chiếc Fusion LX này, một chiếc Lead này, Dream đâu vẫn gửi phục vụ mấy em ngoài này đó. Đây này, em nhìn cái chìa khóa xe 2.800 chúng ta làm sao này. À, một chìa khóa chưa dùng nhá. Một chìa khóa thì hầu như không còn. Còn mới tinh. Rồi. Con xe này mình hôm qua mình mua cũng hợp tình hợp lý nhá. Mình mua vào đã hơn 70 một chút rồi. Con xe này mình bán ra là 80 triệu nhá. Một chiếc xe Dream đời 2013. Em có thể xem một chiếc đây, nhìn đèn lốp này. Em đâu cái điện thoại của Na đâu, cái điện thoại kia đâu. Đây em xem cái đèn lốp nhìn. Ôi xe 2.000 cây hơn 2.000 cây nó ra làm sao này. Ôi giời ơi nhìn này. Ôi giời ơi cái mũi lốp này. Này, gioăng xanh này, dây xanh, sơn xanh nhá, đây. Năm sản xuất tuần thứ 22 năm 2022. Đây nhìn này, cho các sếp xem này, đây, lốp mình mũi lốp của 2.000 cây, em quay cái đỉnh lốp. Đây. mới tinh, trắng lõn. Trắng lõn. Này. Gioăng cờ dựng vảnh ngược nhá, xe không thèm sơn sửa gì. Một vòng. Xe 2.800 cây nhá các sếp nhá. Đây lốp, đây em ơi, em quay lốp. Này. Lốp vẫn zin nhá, lốp zin nhưng mà là lốp mới. Xe này chỉ để dành cho anh em phòng khách thôi. Anh em biết từ mua từ năm 2012, 11 năm mới đi 2.800 cây thì bây giờ nó thật ra này. Nó thật anh em phải trả công cho người giữ xe nhé. Đây. Mình tuyển chắc con xe này cũng là xuất sắc ở tỉnh Thái Bình rồi. Đúng rồi. Quê lúa Thái Bình. Hoa hậu ở quê lúa Thái Bình cho góp mặt vào kinh thành Thăng Long. Không có luôn. Đấy không có luôn. Này năm sản xuất này. 2012 này. Em ơi em quay cái rãnh lốp của lốp sau này. Em ơi em quay cái hẳn cái rãnh này. Đấy, anh em cho các đại ca nhìn thấy đấy, rãnh từ năm 11 năm đấy. Kinh, dã man. Xuất sắc quá anh em ạ. Nó,
là quá tuyệt vời luôn. Cảm ơn. Cảm ơn ông em Hưng với một đại ca gọi là chuyên buôn đồ cổ cũng chuyên rút hồ sơ. Đấy. Chuyển vùng cũng đến tối qua. Lên đây mấy em còn hai em còn nói chuyện rất là lâu. Đã để cho một chiếc xe này nhá. Mới lắm, xe này thật sự là nó là quá hiếm rồi. Mới lắm này, bô này, em ơi ông ơi. Rồi. Rồi ơi. Xe này thì để vào khách trưng bày cho 2.800 cây thì đừng hỏi vì sao, nhiều lúc này có tiền mua không phải đơn giản đâu. Này, yếm. Nhiều khi có tiền không mua được chiếc xe đẹp này. Em nhìn cái tay nắm này, cái đôi tay nắm này. Để lâu quá kiểu nó bám kiểu cái các bụi màu thời gian ấy. Nó bờ lên. Đổi biển được nha anh em nhá. Đổi biển được ạ. Này cho đặt hai chìa khóa cho quay hai chìa khóa như kiểu vừa mới ra lò này. Xe cửa hàng sắp ra nhá. Này. Không mòn một tí nào nhá. Đi. Không mòn tí nào. Đổi biển thoải mái anh em nhá. Là 80 triệu nhá. Thật sự các sếp nào lắm tiền nhiều của làm con này. Một rừng cây một đời người đấy, nó đã hưởng thọ được 11 năm rồi. Mới đi được có 2.800 cây. Đấy. Cố gắng anh em về giữ để xe này nó hưởng thọ hàng một vài trăm năm nhé. Đấy. 2.800 cây thì sau này khoảng 10 năm nữa thì chắc càng ngày càng hiếm. Nhất Thái Bình thật. Quá là Nhất Thái Bình anh ạ. Hà Nội bên cạnh đây là những chiếc xe và những chiếc SH đây, một dãy này lát nữa mình sẽ giới thiệu kỹ hơn. Anh để, Tài mua con xe đã. Để anh em đỡ phải chờ đợi thì mình cũng phải kiểm tra một đang mua một chiếc của mấy em bên này. Đây một chiếc Phil Chanel anh em, hay em con ốc bỏ lên con sen bỏ xuống thì cũng từ nãy giờ anh em cũng không xong, vẫn chưa xong. Phúc đô phúc à, tiền đấy mua SH cho xuống. SH rất nhiều nha, nhà rất nhiều SH tí bà đấy à, bạn đô phúc nhá, hẹn gặp lại em. Ok Dũng Hàn đi không dướng bằng Diêm Thái được. Ừ, ok. Đây có những chiếc xe Diêm Thái đây của ông anh vẫn chưa xong nhé. Vẫn chưa xong, đang đọc 34 triệu nên đang giả 27, 28 thì vẫn cho về, không xong. Đây đứng bên cạnh đây là một ông em đến bán một chiếc Future X. Em cài cho đấy. Em bán hàng lại, em mình cài. Em không có gì phải ngại, bởi vì cái giờ quan tuần là em phải chấp nhận lên sóng thôi. Bởi vì nếu anh em mà ngại không lên sóng thì phải do buổi chiều nhá. Bởi vì toàn những cái giờ quan tuần này là hôm nay anh hơi muộn gì đấy. Cảm ơn 874 người xem anh em chia sẻ bài cái. Em chào các đại ca trên này đi. Chào mọi người nhá. Em giới thiệu tên gì nhỉ? Em tên là Thắng ạ. Thắng à? Thắng đấy cũng cho đi về mấy lần rồi. Từ khi đọc em đến đây em đọc 23 triệu. Cũng đi về mà khoác áo mưa đến lần thứ 3 rồi. Tại con ốc bò lên con sen bò xuống. Hai bên. Xe này thì anh nói chuyện với Thắng là xe này chỉ giải quyết mấy anh em trong miền Nam thôi. Chứ ngoài Bắc mình biển Hà Nội đấy, nhưng ngoài Bắc không khoái lắm đâu. Chào Tony Phạm nhá. Ông có thể quay cho con một vòng cái xe của Thắng cái nào. Future X chế cơ. Biển 29H. Con này biển này mất 180.000 lót lại nhá. Ra phố Nhà Hỏa nhá. Riêng lót này phải thọ kỹ thuật cao nhá. Phố Nhà Hỏa hoặc ra chọn xe máy này anh em lót nhá. Chứ đừng lót linh tinh xấu lắm. 180.000. Thắng giờ để cho anh chiếc này bây giờ là như thế nào đây? Thắng đâu chìa khóa đâu? Đây. Con du đỏ bạn Nguyễn Vi ơi, con du đỏ này, con du đỏ này mình mua chưa nhỉ? Mua rồi bán ra 15 năm à? Chờ lát nữa cứ phải mua đã. Ông anh bao giờ bán con này thì lại gặp nhau nhá. Em vẫn thống nhất là giả anh tầm 25 26 triệu. Có bán không? Ông anh đọc 34 nhưng mà chưa làm việc được. Đợt này xe cộ này nó căng quá. Đấy vẫn căng, vẫn không mua. Nguyễn Hương Định ngày nào cũng đợi đến giờ quan tuần. Ok. Hôm nay bầu trời Hà Nội, tuy là bầu trời Hà Nội tháng 8 thơ mộng, thời tiết rất là mát nhưng cũng có một chút mưa rất là hay. Ngày hôm kia là mình có đi lượn lờ ở khu vực nhà hát lớn rồi Kem Tràng Tiền rồi là Hồ Gươm hoặc là Hồ Tây. Mấy em làm cân chè ướp sen ở Hồ Tây, ngồi ở bãi sông Hồng nhà người bạn. Phải nói có năm anh em ngồi rất thơ mộng. Chè sen Hồ Tây. Thật đấy, cảm giác anh em ai về Hà Nội mới thấy cái cảm giác tháng 8 mùa thu này nó quá là tuyệt vời. Cảm ơn 853 người đang xem nhé. Thắng ơi, anh em mình gần như anh em mình còn một tí nữa thôi.
Đấy anh, nhưng đầu tiên anh giải đấy, em là 17 thì... triệu. Thế thì bây giờ 18 thì em để cho anh đấy. Thắng đầu tiên thắng đòi 23 cơ. Con này thì nói chung là máy móc cũng tạm tạm thôi, chứ còn là phi giới. Anh nói rồi thắng ạ, anh em từ trong xe này, anh em trong miền Nam thôi. Ra đây anh em phải cứ thế. Muốn đổi nó quay nhưng mà đấy có thích anh đổi cho. Bây giờ 1 triệu thì đổi. Ừ đấy. 13 thì lấy. Em con này bán bao nhiêu? Con này là đời 13 thì em lấy luôn. Đời biệt tỉnh khó bán lắm. Đời 27. À quên mất. Con du ở bên kia biển 29 thì 13 thì em lấy. Ừ thì lấy con du. Thôi bây giờ anh bảo này, đấy anh em. Anh em lên sóng rồi, đã không lên thôi. Lên thì bây giờ mình làm con này xong đi. Đấy bây giờ lúc nãy em bảo xong nhưng bây giờ anh phải xong. Anh em mình giải quyết con này cho thủ tục nó nhanh, mà hiện tại đang có gần 1.000 người đang xem. Thắng để cho con này 17 triệu nhá. Em vào em làm giấy cho anh. Anh cộng một tí thôi. Đấy ngay ban đầu anh bảo rồi. Nhá. Ôi dám cho anh em nể các loại ca trên này tí. Mưa gió anh em. Đúng rồi, anh một nói hai giá thế chết rồi. Xe là lúc đầu là thắng đòi cao ấy, nhưng mà vì là bảo anh vẫn nói là 18 nhưng anh chưa chắc là mua. Nhá, anh phải xem lại bởi vì là cái... em bảo em về anh bảo thôi 18 rồi thì anh không cho anh xem xe rồi. Anh đứng anh xem rồi anh bảo 18 đâu. Nhớ đúng em rồi lúc ý. Vì là em đòi 21 triệu, anh giả em là giả ngoại giao em biết không? Nhiều lúc anh ấy bảo em không em xem like nữa, hầu như giả nó là vấn đề, xuống tiền là vấn đề. Thắng để cho anh 17 triệu nhá. Rồi theo này em mua con xe nào anh em mình nào bây giờ anh giả tiền Đức con này được chưa? Chốt rồi 17 triệu. Ý là thôi rồi nói vui là cưa đôi anh em mình cưa đôi nhá. Chốt 17,5 nhá, nói thật ra cũng anh em cũng khoác áo mưa lần thứ hai thứ ba, nhưng anh không muốn là lần thứ tư nữa là chắc anh em ghét nhau chết. Ok em thắng, chào các đại ca như này đi. Chào đây, mọi người ạ. Đây xin mít. Bây giờ mới là viết giấy nhá, anh Điệp cho anh em vào viết giấy đi. Hôm nay là mua của thắng là máy ngon lắm, 17 triệu 500 nhá. Đầu tiên anh em nó đến đây cũng kỳ vọng cao lắm, thuyết phục mới cũng lâu phết này, đáng nhiên đầu like giờ mình lên like còn nó làng nhằng còn lâu. Đấy, Future X nhá, biển Hà Nội, con này thì cứ thế đi thôi, máy ngon. Đấy, máy móc ngon này. Đấy, đây, này, nghe tiếng nổ chất lượng. Đấy, các sếp nào mà quan tâm con này thì anh em trong miền Nam nhá, ngoài Bắc mình anh em có điều có máu chơi rơi thôi. Con này ngày mưa gió trong miền Nam anh em cộng 3 triệu con này nhá, bởi vì cũng chuyển miền Nam xa xôi, Tây Ninh, Bạc Liêu xa lắm, về nơi xa lắm. Đấy, anh em miền Nam là rất chuộng. Cộng 3 triệu này nha, Future X, máy ngon. Sơn xin nó chưa sơn lại như nào đâu. Được. Cảm ơn 960 người đang xem nhá. Đúng rồi, anh chưa không đọc cái comment này này. Sắp cái máy này, bây giờ nó nước mưa, dính nước mưa tay của anh. Anh tháo ra. Ừ, em đọc rồi nè. Hoa Kiều, đến giờ nấu cơm lại phải dừng xem. Bác Lai, Hoa Kiều, Thanh Xuân, Hoàng Kiên kiểm tra mic kiêm cả MC nữa luôn. con này là nãy là Thiệp bảo bao tiền nhỉ? Ông có thể quay một vòng một chiếc xe 2017 mới đi có 5.000 cây này, 15.500 thì quá rẻ cho một cuộc tình. Em nó đến từ Lai Châu nhá, 25 Lai Châu. Có cầu kính dòng mây anh em Sapa bao giờ không phải thấy liên quan tí cầu kính dòng mây cho nó phong thủy. Em bán con này đi. Rồi ok. Ông già luôn. Ông già rồi, ông già càng thích. Suốt cùng sao số điện thoại cứ bật phải bật lát suốt thế chú em. Cái bật lát chủ yếu là để chụp ấy mà, để chụp các cái để quay ông quay đây. 15 năm thì quá rẻ cho một cuộc tình nhỉ. Xe này chạy 5.000 cây. Xe này mới giờ vẫn bán 34-35 triệu. Trời ơi. Này, máy vẫn nổ nó thì thầm mùa xuân. Quá rẻ rồi. Đúng là không bằng tiền cái xe quay nhá. FI nhá, quá rẻ luôn. Anh em ai đại diện con này làm con này. Đi 5-7 năm không phải so mói đâu. Này, quá chị Yên này. Con này bán 15 năm đúng không? Bán ra 15 năm. Anh em chia sẻ bài chiếc cái. Mạnh thế. Đức Quang Quang, có Future Neo. Đây, Future Neo đây. Đây, một chiếc Future Neo 209 đúng không em? Ông em Future Neo, đây, con này của ông già đi à? Ok. Anh xin phép anh cài mic cho ông em tí nào. Hôm nay có ông cháu đang mua con xe đang bán một chắc phải chờ tí, con đấy phải chờ ra. Con này có chính chủ không em? Chính chủ bố em luôn anh ơi. Của ông già luôn à? Vâng. Con này của em đầu máy bao nhiêu đây anh xem nào. Đây Plus.
Bầu trời Hà Nội đang lưu mưa phây trên đầu nhưng chúng ta vẫn phải là phục vụ. Anh em vẫn phải nhộn nhịp. Đầu máy 70. Ông em ra bao nhiêu đây? 45. Bao nhiêu? 45. Sao anh em tưởng tưởng nào chứ anh em cũng biết giá nhỉ? Anh em nắm rõ giá thế nhỉ? Cuộc đời cũng như là mơ nha anh em nhá, chỉ có người mua nhầm nhưng người bán không bao giờ nhầm đâu nhá. Con xe này 400 triệu đấy, nhiều anh em ở tụt huyết áp đấy. Một con Hun Channel đời 2009 khi mới nó có 32 triệu, bây giờ mà đi mười mấy năm vẫn bán 45 triệu ấy. Đấy. 1111 anh ước cái này của anh đơ lắm. Em lấy máy khác. Máy này giúp máy nha. Đã hai đứng hình liên tục đấy. Lại có đứng hình liên tục à? Mọi người nghe rõ không nhỉ? Đứng hình liên tục mấy lần rồi. Đúng rồi, Huy Jun. 45. Cuộc đời là chỉ có người mua nhầm nhưng người bán không hề biết nhầm. Ông em ơi, liệu có thể lùi khá khá một tí ra không? Thấp nhất là bao nhiêu đấy em bán? 1 triệu. Vâng, 1 triệu nhá. Xe 45 triệu con Phil Hun Channel đời 2009. Thật sự mấy em ngoài Bắc mình mới thấy là thực sự thị trường nó làm sao nhá. Tuy thế thôi nhá, xe này của nó vẫn ba mấy gần 40 triệu nhá. Nhiều anh em mua, nhiều ông bán nhầm nhá, nhiều anh em bán mười mấy triệu. Mấy em thỉnh thoảng cũng ra làm được 30-40 triệu cái lãi xe. Thế thì sao làm nghề nào lộc nghề đấy. Ông em này rõ giá rồi đúng không? Dạ. Có nhiều lúc nhiều con xe này mà anh mua có mười mấy triệu. Nhiều cụ mà mua mới mẹ tôi mua có ba mấy triệu tôi đi mẹ mười mấy năm tôi bán đúng không? Ông em rõ giá thế. Thôi nói đùa nói những anh em rõ giá này chắc mình không dây được bởi vì nó nặng lắm. Ok. Hữu Duyên, giám đốc mưa gió vẫn nhiệt tình phục vụ bà con. Cảm ơn Hữu Duyên nhá. À, ok. Sư Phạm này. Hiện tại là 994.000 xem rồi. Anh Kiên. Đừng mua 45 triệu. Sư Phạm. Hoa Kiều vẫn rõ như vậy, ok. À, Nguyễn Văn Huệ An Phan qua 19 triệu, có người anh em cọc rồi nhá. Ok, cao Nguyễn hỏi em là ra lộc 10 triệu. Ra lộc 10 triệu. Lộc 10 triệu. Anh em có quả có quả tròm dâu hơi bị dân chơi đấy. Hơi dân chơi. Thôi nói chung mua làm sao được. Thôi nói chung là xe này cho về nơi gọi là em cứ kết nối thẳng với trong miền Nam. Anh cho số để anh em hai bên gặp nhau, anh ở giữa không cần gì. Nói vui không bán. Ba mấy em bán? 31. Có xác định dưới 40 không? Không không. Không đúng không? Chắc chắn nhá. Vâng. Ok, thế thôi. Ok. Cảm ơn em đã làm những video cho anh. Ok. Nhiều con xe này nói thật chia sẻ các sếp nhiều xe, nhiều con lúc mình mua con này có mười mấy triệu. Mười mấy triệu nhưng vẫn bán ba mấy triệu. Đấy. Nhưng cái đấy nó là lộc, còn anh em mua bán. Gì nét. Tỉnh quá. Ba mấy. Dung ơi, Dung lấy số đi, có gì anh em liên hệ. Em cho số Dung, có gì anh em liên hệ. Hữu cho đầu máy 70 nói thật cũng rất là đắt nhưng mà thật sự là vẫn là phải ba mấy bởi vì nó bạc hết rồi. Nó không còn gì đâu. Được cái máy khả năng máy zin nhưng mà đấy kiểm tra con này máy zin không? Nhưng mà sơn nó bạc hết rồi. Mấy anh em anh em mình bán trên live mấy anh em ngoài Bắc này nhá. Nghe chết khiếp. Nghe mẹ mày nghe là thấy chết khiếp mẹ. 45 triệu con này, 44 triệu con Phư Hun chờ đây là 9. Thỉnh thoảng vẫn vô được những bác gọi là độc lạc giá mà. Con này bác bán mười mấy triệu mà. Tôi bán 15 nhé, làm mấy sỏi. Cũng chia sẻ anh em buôn Hun chờ là nhiều anh em cũng thắng lớn đấy. Đấy. Ok này thôi, con ấy chia tay để ra một chiếc thôi. Anh em mình quay về gọi là châu ta, cỏ đồng ta. Chúng ta lại tiếp tục những chiếc xe gọi là Lít. Đây, đúng không? Chính chủ chú ạ. Đấy, nó là quá dân dã, hàng quốc dân cho nó nhanh. Chứ mấy anh em hàng đột biến khiếp lắm. Mấy chơi mấy ông đột biến khiếp. Dán ly lông cả xe. Thôi chơi hàng quốc dân đi. 1 vạn. Ok, ông cháu cũng nhắn tin hai bên rồi. Cháu quay lại chào mọi người đi. Mình tên gì nhỉ? Cháu tên gì? Cháu Hoàng Anh ạ. Hoàng Anh. Hoàng Anh gần ngay khách sạn nhà chú ở bên Trần Quý Kiên. Cảm ơn 1.100 người đang xem nhá. Chú đúng không? Đúng, đi quá. Đúng là cũng chia sẻ. Đúng rồi, Sư Phạm ơi, mới có 45 triệu, mới có hơn 40 nhưng mà dòng này anh em trong miền Nam.
đôi khi nó là cái thị trường, đôi khi nó là cái xu thế, xu hướng. Đấy, nhiều cái xe đắt hơn những xe mà là mới mà. Thôi như như giống mình nói chuyện đây là con này đã bảo cháu là 33 335 nhé. Đó thoải mái. Ơi cháu đi xem này. Một chiếc lít chạy một vạn cây đời 2020. Em nó đến từ Tuyên Quang đúng không? Vâng. Trung thu Tuyên Quang. Vâng ạ. Trăng sáng khắp đường làng. Cái này đúng mùa trung thu ấy. Anh em hôm qua vừa mới đây em vừa lên trung thu mẹ vui lắm, trên trời vui sướng. Con này gương gương lược đầy đủ chưa nhá. An Hải xe đẹp. Cảm ơn 1100 người đang xem nhá. Thôi cứ chốt đi, giá cả là thống nhất hai bên cũng có cơ kéo rẻ rồi. Chú bảo rồi là bận xa quá. Thôi bán cho chú giá đấy. Tình hình thêm thôi xe U. Cứ thông cảm vui vẻ cho nó. Tình thương mến thương đấy nhé, là báo cháu là 35 triệu ấy, nhưng mà nó thật ra do cái thị trường rồi, là do trời nó mưa rồi, do mọi cái thời tiết thì xe nó mới rẻ. Vâng. Do thời tiết này nó mưa rồi nó ẩm thấp này, nó khách nó không có. Anh em đang chưa đói. Nếu mà trời nắng ráo anh mua chú mua này 35 luôn. Thế Dung Dung vào giải cho cháu nó 335. Thế chào mọi người cái. Vâng anh chào các đại ca trên này cái. Ok, xin mic nhá. Chính chủ nhá. Chính chủ chú. Hai chìa khóa, một đôi gương có không? À, trong cốp đúng rồi, ok đấy, đúng là hôm qua trời quang mây tạnh giả cháu nó là 35, nhưng mà thôi nói chung này nó cũng mưa, khách khứa nó không có. Thời nói chung là thời tiết nó nắng ráo thì mình mua thoải mái, nhưng mà nó ẩm ấy. Đấy đôi gương nha, 3,5 rồi các em nhá. Em nó sản xuất 2020 xe chính chủ đây, xe dán ni lông này. Hai chú cháu chuyện trò Zalo Facebook cũng các kiểu con nào điểu rồi. Đầu tiên cháu nó đọc cao lắm, 37 triệu cơ đấy. Nhưng Bùi có 82 đẹp không? Có 82 đẹp nhá, Nhưng Bùi ơi. À, hẹn gặp em, có con ZX đẹp giao lưu được không anh? Có nhá. Ok, Sư Phạm. Chúc Hoàng Kiên mua may bán đắt. Thôi nói chung mua may bán được nhiều hàng thôi, chứ bán đắt bây giờ không ai mua. Cảm ơn anh Sư Phạm nhá. Đấy. Nó thật ra bây giờ các cụ chúc nhau mua hay bán đắt là chết. Đắt là do trong miền Nam thì đấy. Gọi là bán đắt hàng. Đắt là bán đắt. Đắt là gọi là bán đắt. Trong miền Nam là bán đắt là bán đắt hàng. Ở đây là bán được hàng. Ở ngoài Bắc mình là bán đắt là mày bán đắt. Đấy. Mày mua xong mày bán đắt. Ông bán đắt là bán đắt rồi, thôi cho ông mình. Ôi con này mình mua là 33 triệu. 500 rồi. Cộng con này rẻ thế nhỉ. Xe mới này bản pha trồng đắt mà mới này 48 triệu cơ. Cộng 2 triệu rưỡi các em nhá. Xe này đi 5-7 năm không hỏng đâu. Xe chính chủ đấy. Xe chính chủ. Mấy con này xong hết rồi đúng không? 36 triệu chiếc xe lít này anh em nhá. Dũng Hàn em nhớ anh Kiên bảo trời nắng quá cao luôn. Nói chung là trời mưa giờ giá bây giờ anh em chợ búa thôi. Đang ế ẩm. 36 triệu khách nha anh em. Khách cưới rồi đang chưa đến thì anh em mình mua thì phải hơi lùi đi tí. Đấy, anh em nào đang săn lùng chiếc Sơn Lê là mai đang đến, chốt rồi. Chào An Hải nhá. SH150i form cũ đây anh em ơi. Đạt Vũ à, Đạt Vũ đuổi ông tròm dâu mày. Đúng không? Ông tròm dâu ông kiểu hưng 33 là ông này ông tròm dâu là đọc cao lắm. Xe chính chủ ấy, nhiều các đại ca biết hết giá. Con này đẹp nhỉ. Okay. Ông có thể quay một con xe này cho con. Anh em bán Tết này. SH150i nhá. ABS. Con này đời 2019. Em Sần. 150i. ABS nhỉ. Yeah. Biển 29V3 57380. Đây ABS đây, ông quay vào vòng con ABS phát này. 150 nhá anh em nhá. Ở đây 2019 này. Bản đen Sần. Xe này giờ này Tết đã không là dòng tháng 8 là Tết rồi. Anh em nghỉ ngoài những người lại anh em cứ thấy ít chỉ cần gần rất gần đây Tết đã đến rồi đấy. Mấy nghìn cây anh. Bởi vì hôm qua còn 6.000. Bao nhiêu năm kinh nghiệm của mình cứ thấy rằm tháng 8 là thấy chuẩn bị Tết rồi. Anh em chỉ mua sắm thôi. Chứ bây giờ cứ nghĩ là Tết còn xa nhưng mà nó đến rồi. Ngoài như lại là đến già anh em mình già nơi hết rồi. 29V3 57380. Con này chính chủ viết giấy nhá. Chính chủ luôn. Con này rất hợp lý, con này mua 102 triệu này. Con này chính chủ luôn nha, 29V3 57380, chính chủ vân tay VT này. 108 triệu, 015.000 là do FF biển, đen, tháng 2 năm 2022. Mua 15 tháng 9, con này lên 6.
Con này mua là 102 triệu rồi. Con này cộng 4 triệu rưỡi nhá. Anh em thôi cũng nhẹ nhàng cho nó anh em vui vẻ. 102 à? Thật ra ABS mà mua 102 cũng là hợp lý giá, thì giá mặt bằng đấy. Chứ không, không... bây giờ trên bên kia thu về toàn 109. Thôi không sao, mình bán cho nó nhanh. 106 triệu nha anh em nhá. Con này like rồi này. 150 ABS. Con này 3000 cây like rồi, bán 80 triệu like rồi. Còn con xe này mà bán 35 triệu này. Ông có thể quay một con xe 135 triệu nó ra làm sao nào? Con xe biển 20 155 triệu có anh em cọc rồi nhá, có anh em trong Đà Nẵng. Cảm ơn anh em trong Đà Nẵng đã mua một con Dream 155 triệu rồi nhá. Đây. Đây là con bò. Con 135 triệu này. Xe này biển Hà Nội. Quá đẹp luôn, đầu bò con xe này nhá. Yeah. Em đọc đầu máy cho anh cũng quên. Con này đầu máy là 816 anh ơi. Đây mới tinh. Đợt đây em này, trắng nõn. Đấy thật ra người giàu nó sướng. Nên anh... người có tiền nó sướng. Con này cái biển cực kỳ yêu luôn. Người có tiền bây giờ nó sướng. Cứ tìm lại có ký ức mà ký ức còn sự nguyên bản này. Thật sự là những năm 2002, 2003 mà thật sự nhà ai mà có con Dream này thật sự nó là đi tán gái nó, mẹ đến nhà người ta là không khỏi phải tán, nó, em đã đổ luôn rồi. Không còn phải tán. Chỉ cứ mang xe đến là xong, bố ông bố của người yêu cứ phải ra sân để ngó thằng này đi gym tàu gym thái. Đây là chơi gym thái nhá, không đi gym tàu. Đấy nói thật ra mình cũng thế, cũng 7x8x cũng nhớm hết rồi. Ngày trước đến đi chơi nhà bạn gái toàn là các cụ toàn ra dòm xe, thằng này đi xe gì đấy như kiểu. Đấy là một ký ức nhá, cũng nói thật nói thế rồi cũng tán được tương đối nhiều cô rồi, bây giờ nó còn nằm đây. Con này đồ cứng lắm. Đẹp nhỉ? Đẹp. Cảm ơn 981 người đang xem. 981 người đang xem. Con An này. Biển số okay, con anh này. Đẹp không nhỉ? Biển số yêu thương. Ê, em ai mua thì cọc nhá. Nói chung là câu chuyện đơn giản thôi. Con xe này mình mua cũng là hợp lý. Mình mua có 120 mấy triệu thôi. Nhưng mình bán 135 triệu. Các anh em thích chơi thì cứ chơi thoải mái. Bỏ ra 50 triệu mình chơi. Nó là câu chuyện đơn giản. Nói chung là xe nguyên bản nhá. Nói chung là xe nguyên bản. Từ cái tem hồng này nguyên bản nhá. Cái zin của nó mà chưa bị rách. Đây. Những quả nho chín này, như kiểu muốn cắn và cắn luôn. Cắn mẹ quả nho không ăn luôn. 135 triệu chiếc Dream Thái nhá, biển số 29X319989 anh em nhá. Biển đây tiếp theo con này mới về Dung ơi, em kiểm tra cho con này. Đây. À con này 30Z6 là con này mới về nhỉ? Con này mới về anh ạ. Ừ, con này mới về. Mua hai. Ui. Con này phải bảo dưỡng cái đề đi. Nó hơi bị kẹt đi đề. Ok, em dắt lại được rồi. Con này dắt được. À này. Nó đi Việt Nam nha anh em nhá. Đấy 09. Future 110 rẻ không anh? Có anh Nguyễn Lư ơi, có nhiều Future nhá. Có nhiều nhá. Nguyễn Long có con Dream Việt 28 triệu. Không. Có đây, đây đây, con này luôn, bảo anh em làm con này luôn này, giá hợp lý này. Dùng giới thiệu luôn. Một chiếc Dream 2009 nha anh em nhá. Đấy. Ông quay cho con một vòng chứ là đi. Anh Hoàng Thạch Kiên ơi, con biển Phú Thọ vẫn còn nhá. Anh gạch Opelat Hoàng Phong ở khu vực cầu Diễn Phú Diễn nhá. Đây, con này hợp lý anh em mà nhìn đầu bò cũng đẹp nhá. Đấy, ông quay con xin một vòng ra máy rất là ok này. Anh này chủ của gạch Opelat Hoàng Phong chia sẻ cho bà cho em kia cái nào. Con này 2010. Đấy, ông quay con xin một vòng, máy rất là ok, biển số 29Z67460. Con này giá rất là hợp lý. Con này bao tiền đây? Bán ra 30Z6. Đây. 30Z6. Con này mình rất là hợp lý nhá. Con này mình mua là cũng rất là hợp lý. Mình mua con này có 24 triệu thôi. 23 triệu 700 này. Rất rẻ nhá. Cộng 3 triệu 3 này. 23 triệu 700. Con này cộng 3 triệu nhá. Đây. 30Z này. Mình cộng 3 triệu 3 thì lên 27 triệu 100. Đây. Tháng 4 hay cộng lại 10. Đấy không số mua ngày 7 tháng 9. Cộng 3 triệu 3. Con này là 20. Mua vào là 23 triệu 700 rồi. Cộng 3 triệu. Đấy các sếp nào mà quan tâm anh em đi làm đi ăn. 26 triệu 700 nha anh em nhá. Vẫn để đi 5-7 năm hồi nghĩ. Đấy anh em nào vừa xong báo là mua 28 triệu làm con này đi. Chốt con này đi. Bạn đấy là bạn... Đây bạn vừa xong bạn đang bảo là muốn con 28 triệu. Đây quay cho con xe SH150 màu cà phê này. Cảm ơn 997 người đang xem nhé. Hôm nay trời mưa gió. Có một ông anh đang
Quốc Cường Dream Thái 360 triệu bán rồi nhá anh nhá. Anh Việt Nguyên con win thì ra cọc rồi nhá. Việt Nguyên nhá. Đây anh Nguyễn Đăng Đảng đây, con SH Nano vào bên cạnh đây. Đây đây, con xe này hôm qua có live trực tiếp mua đấy. Mua có trực tiếp luôn tiếp mua anh con này là mua là 70... Mua 65 triệu anh. Mua là 65 triệu này. Đúng không? Đúng rồi, con này mua 65. Con này Sơn Nguyên Máy Nguyên nhá. Nó Sơn là Nguyên nó Máy là Sơn Nguyên Máy Nguyên này, đầu bò đây, trắng nõn. Trắng nõn. Phải chất lắm anh ạ. Trắng nõn. Xe này đã dựng lên rồi, dọn đẹp đẽ rồi nhá. Anh em lau dọn sạch sẽ qua đẹp đẽ ngon lành. Con này mua 65 triệu rẻ nhỉ. Mua của SH màu cà phê đời 2009, mẹ đầu máy 017 là đời máy 017 là những vị khách cuối cùng của đời SH này nhá. Có nghĩa là hết đời này là không sản xuất cái form của Y này. Anh em mua có 65 triệu thì rẻ anh quá. Anh em hỏi con này máy có nguyên không anh? Máy zin chứ. Máy đẹp nhá, máy zin nhá, đẹp luôn. Tuyên Nguyên ơi, con này máy zin nhá. Máy zin hết luôn nhá. Máy zin nhá, con biển 23 triệu ở trong máy zin nhỉ. Đời hay là 10 rẻ thế nhỉ. Tầm này đang mua được giá hợp lý. Rẻ thế. Con chiếc đang đắt này. Tem phàm mi, tem nhôm như nó quay còn này. Tem nhôm như rồi, rượu như. 23 triệu 700 ăn là tem nhôm như này, lốc máy này. Rồi. Đăng ký hay là 10 này. Ôi giời. Đấy anh em nào chốt được cọc luôn giúp em nhá. 23 triệu 700 cộng 3 triệu. Đấy. Thật 26 triệu 700. Mình kinh doanh mình cũng để anh em cũng rất anh em ở trên này. Anh em mua bán chia sẻ bài. Mình cũng chia sẻ bài phải thôi. Để nhiều các bác nào lom quá phải chịu thôi, còn mình cũng nói chung có lãi là có lần cho lên được. Đi nhá. Qua anh có mua, anh nhớ hôm này mua đúng. Tuấn mua Tuấn Xuân Đình. Rẻ nhỉ. Con này máy mui zin ấy, máy zin nhá. Sơn zin máy zin. Biển số 29L5 21524. Mới là có vào thêm cái gì không thì em không biết, nhưng mà hôm qua lúc đấy em mua. Đúng rồi. Đúng không? Đúng rồi, mua 65 triệu. Mua 65 triệu. Quá rẻ này, vỏ yên zin hết. Sơn zin máy zin nhá các em nhá. Này vỏ yên zin. Kiểm tra rồi, máy nguyên bản đấy, không phải loại quay vứt đi. Ông quay con đây này, ông quay cùng máy này, đẹp đây mà đồ sáng. Này, những anh em biết chơi xe này, đầu máy 017 là đời chót này. Chót vót nhá. Có nghĩa là đời này là hết. Này, lốc máy zin này. Này, hộp xích này. Này, tem này tem mạ kiểu vàng nhá. Rất là đẹp. SH màu cà phê 150 150 KF nhá, máy KF không phải gì đâu. 150. Còn đây còn cái chỗ này đây này, nó có một số điểm yếu này. Đây chỗ này nếu anh em phải tỉa sơn mất 1-200 này. Mất 50 chỗ này. Đấy cái tay phanh này thì nó lâu rồi, nó hơi cong ra một tí, nó ngoải ra tí mình nắn lại tí hoặc thay. Thay cái này mất 90.000 này. Ngoải ra tí nắn lại. Mấy hai nữa là có một điểm yếu là cái riêng cái xe này là cái gáy này nó hơi bạc một tí. Thật sự anh em xem kỹ bình thường thì không để ý. Cái này nó hơi bạc này thì đấy nhá, nó mà đỏ như này thì tốt quá. Nên nó hơi bạc đây một tí này. Đây, dưới này hơi bạc. Thường anh em sẽ bắn sơn. Do bạc này, do để nắng chứ không phải do xe kém nữa. Đây này, anh em nó vàng này tốt đây. Chỗ này là do là nó nắng, nó chiếu trực tiếp, có thể là nhà không có gara. Rất là tiếc. Kiểu như để ngoài ấy, rất ngoài là tiếc. Yên ấy. Có nghĩa là anh em mày làm mất khoảng 500-700 là xong. Con này cộng mua là 6 năm rồi, cộng 6 triệu. Thật sự dòng SS nhập này thì nó thật anh em đừng có tính toán làm gì. Trước đây con này 160. Dọn đẹp rồi nhá anh em nhá. Con này có Sơn Nguyên nhá, máy nguyên, con này máy nguyên nhá, không phải máy ra đâu, máy ra tặng xe luôn. À 71 triệu với chiếc SH 150 màu cà mới phê. Mới này xong rồi đúng không? Vâng. Lại đến rồi. Tiếp theo những chiếc tiếp theo. Con này là em mua, em trực tiếp mua của một chị chủ. Rất là xinh đẹp. Luôn. Chị này con này là đời 2018. Nhưng mà chạy thì rất ít, ông quay cho con xin một vòng. Chị giữ xe Thanh lắm. Thanh Chi có đời SH 150 màu đỏ nhá. Thanh Chi có nhá. Loại trần, lại ít. Con này bán nhiều ổn hơn xếp ạ, đúng rồi. Nhưng tôi có con SH này thỉnh thoảng mới mua thôi. Con SH này mua rẻ do mình mua quá rẻ. Thật ra để mình bán mình không thể mua được cái xe đấy 70 triệu mình cũng nhập vào luôn. Bởi vì xe sơn nguyên máy nguyên mà. Em cho ăn ra ngoài đấy. Biển ok này. Chính chủ một chị gái. Đấy, em làm cho này xe hôm trước là dán nhưng con này xe. Cảm ơn 1.000 người đang xem nhá. Không một tí sơn nào luôn. Okay. Đẹp không anh em? Con này đã độ lên ấy rồi nhá. Nguyễn Thành Tinh, form em tưởng Tháo Yên ra mới xem Sport. Được đầu máy. SH, số máy nó chè rồi đấy mà Nguyễn Thành Tinh. Sao? Vất tỉnh. Vất tỉnh à?
không không vẫn vâng, nghe được đấy. Lương Trọng Vương đẹp nhỉ, đổi xe con Diêm hôm qua cũng được không? Được nhá, được nhá, lấy hai tầng. Lương Trọng Vương ơi, đổi anh em đổi thoải mái, anh em chơi thoải mái. Nói chung là mình cứ mua giá này công khai là anh em thích lại chơi lại bán lại, nó chuyện đơn giản. Nói thật ra xe thì cái dòng xe đẹp, xe cổ này nó càng ngày càng đắt lên chứ nó có rẻ đi đâu mà luôn. Em đi đi. Nó mất giá đâu. Mình chơi với cái dòng này hầu như nó càng ngày càng khan hiếm. Hôm qua là con này có về dọn một xíu xíu cái xước này thôi này, còn tất cả mọi thứ zin hết. Ừ. Bao tiền rồi? Con này em mua là 71.500. Con này biển P đẹp hết nhỉ? Này biển 5678 đẹp hết nhỉ? Biển S nhỉ? Biển 88578. biển rất tươi. P Ba Đình nhá, gần Lăng Bác. Anh em nếu mà nói về con số này A A B C D E F hàng số này hàng đầu đấy nhá. Xe phố. Bao giờ Ba Đình vẫn là gọi là trung tâm của Hà Nội rồi. Đấy B với đấy C nhá, C mới ra Hoàn Kiếm. Bao giờ phải lăng, bao giờ phải đi từ Lăng Bác đi ra. Anh em con này em mua là bao nhiêu rồi? Em mua là 71.500 phải sơn 7, tay sách 5. Này này. Ừ, sơn tay sách 71.5. Sơn một xíu. Đời 2018 cũng rất là rẻ nhỉ. Rất là hợp lý, xe đẹp lắm anh em. 71.5 con này rẻ quá. Cực kỳ là ok. Thôi cậu 3.5 nhá, nó thật ra dòng cho anh em chơi SH thì cũng phải hơi nặng đô, hơi nặng đô bình. Anh ơi, nếu mà tính như này em vào thì em sơn thêm cái này này, em sơn thêm cái này. 71.5 còn 3.5 không sao, bán. Chuyện đơn giản, anh em chia sẻ bao nhiêu cái? Đấy là 75 triệu nha anh em nhá, 75 triệu SH một đấy, 18 một 25. Đây có những hôm qua là có về những con xe nào nhỉ? Xe xuất sắc anh em ạ. Đây có một con cúp tôm này, anh nghĩ là con cúp tôm này cũng cần rất đáng để thật sự ra anh em phải thật sự rất đáng để chơi các sếp nhá. Riêng cái con xe cúp tôm này rất đáng để chơi này. Đây. Cúp tôm. Cúp tôm CM nhá. Mà con này mua rất là hợp lý, cũng mua có ba mấy triệu con cúp tôm máy nguyên này. Trời ơi. View. Trời mưa con này ca về quê đi con này đợt trước. Ca làm hôm nay về quê cuộc đời đó mẹ, rất là hoài cổ. Kính thì đeo kính đen. Rồi. Mặc bộ ngụy. Anh em đi những trên cái cánh đồng này, ông quay cái hình ảnh của nó, ông quay cái hình ảnh của nó đã. Ông quay cái dáng của nó đã, xong bắt đầu mới quay cái vào cái chi tiết. Quay một vòng cái dáng nó, trông cái dáng nó đúng là đàn ông nhưng đúng không? Rất là mẹ, nhìn uy lực. Đúng không? Nhìn cái xe thấy người chủ xe nó đẹp dai. Trông cái xe. Ông quay vòng cái đấy, ông quay vòng này. Này, xin nhan. Rồi, một vòng này, cái gì cũng mạ, cái gì cũng sáng, cũng bóng sáng, đúng không? Này, nhìn trông cái xe thấy người đàn ông đẹp, đẹp dài. Đây, quay vào cái này, quay vào đầu bò này. Cành càng, ra máy này, hay rồi. Cảm ơn 998 người đang xem nhá, đẹp không? Cục tôm. Rồi, giá đi lông máy nguyên nhá, gen lưu xe nhá, con này có một điểm yếu hơi, chỗ này hơi một tí để mình bắn một tí không sao, một tí chỗ này thôi. Xe lô xe này, cốp xe lô xe này. Hai bô nhá. Xe này một ông chủ xe đi 7 năm tiếc lắm. Đầu tiên đại ca đọc 70 triệu cơ, đến Hoàng Kiên đọc 70 triệu xong mình mua có 30 mấy triệu thôi. Quá rẻ cho một cuộc tình. Biển 29V4. Xe này anh sẽ về anh cho mai anh 7 tí nó lên anh cho thay vỏ yên này. Thay vỏ yên tỉa một tí cái tem này một tí, tỉa một tí cái tem này một tí, đánh chi là hai này. Đây, đấy bóc bỏ cái mica ra này. Đấy kiếm một cái lên chợ rời mua một cái nắp em lưu cho anh. Mua một cái nắp của CM xịn luôn ở đây nữa. Quá đẳng cấp nắp hậu. Sưởi rồi. Bọc yên này. Đi sướng lắm, mình đi thử con này rồi, phê cực kỳ luôn. Đi thử rồi nhá. Đấy nghe sướng. Giờ này nghe tiếng này. Đây là siêu xe nhá. Lamborghini này. Đấy, Lamborghini đấy. Nó là quá đẳng cấp. Đây. Kinh khủng. À đẹp không? Nếu thật sự ra với mình ngồi mình nói chung một thời trước mình sướng lắm. Kể ra mình người đậm hơn một tí nữa ngồi sẽ hay với chiều cao thì được. Nhưng mà sướng lắm, chạy sướng này. Đi 10 năm không hỏng nhá, bởi vì cái giống này nó hai máy nó bền lắm, đi 10 năm nữa không bao giờ hỏng. Đấy, một rừng cây một đời người đấy. Cảm ơn ông anh hôm vừa rồi đã để cho em con này nhá. Con này mình bán ra là 40 triệu nhá anh em nhá, thật sự ra rất đáng để chơi. Cúp tôm CM Honda nhá. Rất là quý. Mình bán ra 40 triệu bán bao giá luôn anh em chơi thoải mái, chán thì quay lại lùi cho anh em mấy triệu anh em lại mua lại cho. Bởi vì cái dòng này mình bán đắt thì mình không giải quyết được cái vấn đề gì. Mình bán vừa nên anh em hồi nó dễ nên anh em nó gặp nhau nó nhiều lần nó sướng. Để cho anh em chơi. Đây cái đằng trước nó mạ hết là toàn đồ mạ ông quay ở trước. Nhìn sướng. Trông to cao đẹp dai. Win. Thật sự ra tuổi 7x, 6x, 7x, 8x là nó thật ra cũng
để mà anh em đặc biệt là đi công trình công trường, có thể là đi thị sát các thứ gì ấy, hoặc đi câu, hoặc đi các đại ca nào nghỉ hưu đi cà phê cà pháo. Nói chung là cảnh quất trên những cánh đồng, thỉnh thoảng đi du lịch bắn chim ấy, sướng lắm. Nói chung cuộc đời nó hưởng thụ sướng. Nhiều lắm đấy, chủ xe bán tiếc lắm ấy, chủ xe vì nhiều tuổi quá rồi. Rồi anh ấy bảo anh mua 7 năm rồi, anh ấy nhiều tuổi quá rồi, anh mới có một cái gì nó thay đổi trong cứ mãi 7 năm rồi, nó lâu quá rồi. Mình phải có chút gì thay đổi, có hỏng đâu, đi nó hỏng, không hỏng nổi. Ok, lại tiếp tục quay cho con một số xe trong này. Rất nhiều cho cái dòng Jeep nhá anh em nhá. Hôm qua vừa Jeep mới 82. Về một con xe 100 mấy chục triệu thôi nhỉ, con này đúng không? Ông em quay con này. Đây con này. Con D, con 28 con đẹp nhỉ? Con này đã lắp yếm. Con D là con nào ấy? Đây là con này. Ui, con này đẹp. Đây con này nhá. Con nào nhỉ? Con Jim. Đây con này. Jim Thái hôm qua đây. À con Jim Thái đây. Vâng. Con này anh em nó. Chưa thanh toán. Con này. Con này hôm qua. Ở đây anh em cọc rồi. Em giải quyết. Ừ, con Jim Thái này cọc bán rồi. Còn bán luôn con kia đi. Hòa chưa giải quyết xong. Chưa giải quyết xong bán. Con này bán đi. Con này chưa chốt giá xong nhưng vẫn bán nhá. Em bán luôn cái giá đi. Đấy có biển D này. Giải quyết luôn một con Jim Thái 100 mấy chục triệu nhá. Xe rất là đắt tiền. Xe dành cho anh em lắm tiền nhiều của. Thế bé. Ok, chờ Thế bé chờ tí nhá. Chốt xe riêng anh ạ. Hoàng Dự. Trời ơi đẹp ơi, đẹp rồi. Đờ đêm. Em nó đê nhá. Này. Jim Thái trắng loãn. Đây là Thái xịn nhá, không phải là Thái gôm đâu. Xe này. Anh em biết là nó hai mấy 30 năm mà nó còn đẹp này thì cũng không chuyện vừa đâu. Hôm trước bán 148 à? Đẹp lắm. Đẹp nào, trắng nõn. Này, đầu bò. Ôi trời ơi, cái đầu bò. Trời ơi. Con này mình bán ra 148 triệu nha anh em nhá. Đầu máy bao nhiêu đây? Đầu máy 824. Chốt. Những hành khách cuối cùng của đời em. Quá đẹp. Cuối cùng đây anh em ạ. Con này là những con cuối cùng đấy. Sướng lắm. Đấy, đang quá anh em nó hỏi. Đang quá người có tiền nó sướng. Cái gì nó được hưởng thụ. Cảnh nó không có mà giờ nó khổ. Rồi đi cái xe nó sướng. Đây, đi mới thấy ký ức. Có một cái gì đấy bóng dáng một thời. Những người thành công đi. Anh em mình, tuổi anh em mình lúc đấy chỉ bố mẹ mình thôi. Tuổi anh em tuổi 7x, 8x thì anh, chỉ ngước nhìn. Anh Huy Tuấn anh đang bảo anh có con CD kia bán cho anh 36 triệu đỡ phải dọn lại. CD nào? CD Cúp Tôm. Không, bán 40 triệu nhá, bán 40 triệu là rẻ lắm rồi. Cúp Tôm bán 40 triệu nhá. Sư Phạm, xem đẹp, quá đẹp. Ok đúng rồi, Hoa Kiều tiếng nổ. Dòng Cúp Tôm này nếu thật sự anh em nào mà thật sự có ký ức thì toàn những người thành công nó đi. Kể cả những con Jim Thái này nó thật ra nó là mơ ước. Tên nó là mơ ước rồi. Đấy con Jim biển 20 này cũng anh em cọc rồi nhá, 155 triệu cọc rồi. Con biển 20 này đã đặt cọc rồi này. Đã có người có cơ dầu đặt ra rồi. Đấy. Đã thật có sự cơ dầu đặt này, nó. Con 155 triệu nhiều lắm này, mới tinh. Những con Jim Thái mà nhìn nó sướng. Đã bảo là người có tiền nó sướng. Ok, mình sẽ có mấy con Dream Thái Liên Việt ở đây. Có mấy con mới về xong anh em mình vào trong kia quần một con, mấy con trong kia hôm vừa rồi là không quần. Có bạn hỏi là mấy con xe trong kia kìa. Okay. Cái dãy này hôm vừa rồi là anh em mình quần hết rồi. Ok. Xong là theo em là mình hôm qua làm những cái con này kỹ lắm rồi. Hôm qua anh em mình làm ở đây là lúc hát chay ấy là kỹ lắm rồi đấy. Bây giờ mình kỹ rồi, đây xong con này, dãy này là chưa làm này. Đấy. Riêng dãy này chưa làm, ông ra đây để làm dãy này. Nhưng mà 82 này là ông quay một vòng cho con một số xe hôm qua là mình Minh Dung quay. Anh em xem lại video ngày hôm qua là dàn dãy này là làm mình làm kỹ từng chi tiết từng xe một này. Từ dãy này hất ra này. Hôm qua hôm kia anh em hát chay mấy cái dòng này là kỹ lắm rồi. Trong này là làm rồi đúng không? Không, SH hôm đấy chưa làm được. SH chưa, đây. Thế làm dãy này đi, ông đi vào đây. Ông vào đây ông ơi. Đây một con Jim Thái biển K này. Nó ra cái dòng này là cũng làm rồi nhưng mà anh em mình làm nốt cái dòng này sẵn sàng xong rồi ra ạp led bên nhà. Trinh Thu ơi, led Thái hiện tại là không có xe đẹp nên mình chưa mua nhá, bởi vì xe xấu nhiều quá, không có xe đẹp. Dây Dương, Thái Kiên, bán hàng riêng quá, ok. Thế về cho em coi con Diêm Việt 30 triệu, biển 29 đi anh. Đây này, hôm qua mình quay hết dãy này nhá, bây giờ sang cái dãy này là chưa quay này. Qua anh em là quay kỹ lắm rồi, anh em xem lại video. Xem lại live hôm qua nhá.
Đây ngoài này bây giờ ông ấy từ con xe này. Đây, ông quay cho con Jim Jim Thái này cái này. Thế B, anh em chia sẻ ba cái. Du lịch Thanh Thúy 140 triệu mua ô tô, đâu phải đỡ mưa, nói thật ra du lịch Thanh Thúy á. Những anh em có mua xe 140 triệu này nhưng anh em nó có quá nhiều ô tô, có quá nhiều nhà đất rồi. Thì khách của Hoàng Kiên thì nhiều anh em nhiều điều cái điều kiện lắm. Nói thật ra bây giờ ai đã đi ô tô, người đi xe máy, ai đi ô tô. Ô tô anh em nó phát triển sau, ô tô anh em nó mua từ mười mấy năm về trước rồi. Chiếc xe này là biển số 29K24223. Phùng quay, Đinh quay, Dùng quay Hùng, Hùng. Tạm Đinh Hùng. Ok. Tiến Tuấn có con gem nào vừa tiền đi làm không? Đây này anh em xem nhá. Quay cho con. Danh Hưng mình hỏi rồi, mình giờ là Danh Hưng. Tiến Tám gem qua lấy. Tiến Lăng đờ gem hôm qua anh lấy đẹp lắm. Ok, cảm ơn anh Tiến Lăng ơi. Anh Tiến Lăng ơi chia sẻ bài cho em cái. Cảm ơn anh Tiến Lăng qua đang mua xe gem của em nhá. Anh hỏi là có con gem hôm qua anh mua đẹp quá. Đấy. Văn Diệu, lát đây mình vòng ra SH một tí. Văn Diệu, Xuân Thanh, đợi em Thái, ok. Tiến cảm ơn 836 người đang xem nhá. Đấy, anh Tiến Bùi, anh đang đi ô tô là hậu rồi. Đúng rồi. Trần Văn Dự đi ô tô tắc đường nhiều lắm, đúng rồi. Xe máy mua năm, đã là Hà Nội là xe máy mua năm. Thôi thôi, mình ô tô qua, đi mấy em đi mời đi nhậu sang bên cầu Trương Dương. Ngồi bỏ uống nhậu mấy người bạn, uống trà sen Tây Hồ. Mình đi qua những con đường hoa sữa gọi là ngập tràn, gọi là đi qua khu vực Kem Tràng Tiền này, ra qua nhà hát lớn, mình có cách chiêu nghiệm sướng lắm. Thích. Mình ngồi sông Hồng chỗ đê một ở nhà một người bạn. Hai mấy anh em view hẳn ra ngoài đê nhá. Ở trước đây là khu vực gọi là chiều đại nhà Trần, thời đại nhà Trần đánh nhau. Khu vực vạn kiếp Vân Đồn. Đấy, mình phải hồi tưởng mình mới cảm nhận. Đấy, cuộc sống đôi khi nó phải cảm nhận. Nhưng mà vẫn phải đi xe máy nhé, chia sẻ anh em. Nhà có ô tô nhưng vẫn thích phải đi xe máy, không có tắc đường mất. Vẫn phải đi xe máy. Ở Hà Nội vẫn là xe máy, vẫn là mua năm. Anh em đi tỉnh đi du lịch thôi. Có anh em đang cọc SH cà phê rồi. Chiếc xe Dream Thái này là biển số 29K nha anh ơi. K24223. Đầu máy 813 nha. Ok, Nguyễn Thắng, Nguyễn Tùng, anh Kiên vừa xe đem Thái là đem đất thủ đô. Anh Kiên vừa xe đem đất thủ đô. Nguyễn Thành Linh, ô tô chỉ là phương tiện, đợt em mới là vợ hai. Đúng rồi anh Nguyễn Thành Linh ơi, cái đấy nó là đam mê. Cũng không phải mình không áp dụng bất cứ một người nào, đôi khi những anh em nào thật sự ra một thời gian khó, đúng là một thời gian khó. Xe đi mình cảm nhận mình có cái sướng lắm. Đã bỏ chơi cái dòng này dành cho anh em, nó dành cho những anh em đam mê và những người sống lâu, nó thật luôn đấy. Mình chơi con xe này mình mới cảm nhận cuộc đời mình nó như nó gắn với mình. Có các anh đến đây, các anh bảo cho anh vào anh ngắm lúc thôi, xong anh về anh chưa mua. Anh chưa mua, anh dành tổn tiền anh mới mua. Ok, bảo ngắm anh bảo đây cho các đại ca ngoảnh các đại ca ngắm rất nhiều đây này. Toàn hoa khôi hoa hậu ở các vùng quê đấy, chứ không có tự nhiên ở Hà Nội đâu nào lắm này. Cứ bảo con nào cũng đẹp, con nào cũng thích em ạ. Mỗi tội tiền nó chưa có về. Không quan trọng, nó đam mê, còn đam mê là còn sướng. Xe dành cho những người sống lâu, khu vực này là dành cho anh em sống lâu này. Vừa rồi đi ăn nhậu với ông bạn ấy, mình có ăn nhậu đâu. Ngồi ăn với nhau nói chuyện, hầu như cũng chả ăn nhậu gì cả. Đấy, mình không rượu bia, không ăn nhậu nên có ốm đâu. Em bảo chưa bị Covid. Cả nhà, cả công ty bị Covid, mình còn không bị Covid. Khương Minh Đạt lấy con, anh ơi con SH cà phê 71 triệu em lấy nên lấy về cà phê nên muốn anh tỉa đẹp hết lại cho em. Đúng rồi, em cứ cọc tỉa lại cả công dọn tí gì tất cả các thứ cộng 800 nghìn là hoàn thiện, đẹp như mới. Được em phi từ Hưng Yên lên. Anh ơi anh, nếu mà anh báo cọc thì anh báo với nhân viên giúp em nhé. Anh em đi xa không được đâu, nhiều lúc anh em ngay Cầu Giấy ra mua có anh em cọc mất rồi. Cố gắng cọc 1-2 triệu nó không là vấn đề đâu. Cọc nhiều lúc anh em giả cọc mà. Cọc nhưng mà cứ lấy nửa thôi, không quan trọng. Nhiều anh em cọc 2 triệu mình lấy có 1 triệu. Nói rồi cọc cũng phải lấy, bởi vì sao nhiều lúc anh em là mất cơ hội người sau. Nhiều lúc là anh em người khác gọi điện phát bảo là cọc mất rồi, thế lại thôi. Thế cùng là lại đi tìm những cái số rất là mệt. Thế nên anh em cũng phải vui vẻ là đã cọc thì xác định cũng phải đi mất nửa. Đấy. Đấy, các em là cố gắng cũng phải chốt phát nào, nếu mà chắc chắn phát ấy cũng có thể để cơ hội cho anh em các anh như sau.
Thôi anh với Dung lại tiếp tục vào đây nhá. Ok. Mọi người Dung. Chiếc xe này biển số 29K24223, đầu máy 813. Con này rất hợp lý nhá, quay vòng chưa? Đào Đinh Thái quay một vòng. Con này rồi. Rất hợp lý, con này mình mua có 27.500. Rất hợp lý. Con này đấy. Cộng 3 triệu nhá. Ok, 30.500 nha anh em nào. Đinh Thái rất đẹp nhá này, mua 27.500 nhìn đấy. Sáng này. Lúc nãy có một bác đòi 34 triệu mà nhìn trông không ra một cái gì này. Con này hợp lý không? Này. Dinh Thái, đồ Thái của nó, đồ Thái, đây là Thái hết đấy nhá, không phải phun lại đâu. 27.500 đây là Thái xịn nhá. Sơn này sơn xịn nhá, phải sơn lại đâu nhá, Thái hết đấy nhá. Này, đồ này, trông con này. 27.500 này, mảnh bánh tâm nan hành vàng này, sao rẻ nhỉ? 30.500 nhá anh Tinh. Này, lốc máy lốc cô này, 27.500 lốc xịn của Thái nhá. Này, Đinh này. Đầu bò, ôi chế đầu bò sáng thế. Đây có 27.500 đây này. Nói đùa này, không sao, nó rẻ nhỉ? Lượn chưa làm, có rẻ thế. Này, tem mác zin của nó, bô 2543 này. Thái. Ừ, con này 27.500 rẻ thật. Nó thật sự là rẻ thật đấy, không phải gì. Mua 27.500 đấy. Đồ Thái xịn đấy nhá, đây là Thái xịn đấy, tem tủ xịn đấy. Đây có, đây là zin Thái chứ không phải sơn lại, mình thấy không sơn lại đây. Đây gật gù nó chơi gì. Này, đây xịn đấy. Đấy, ôi giời. Ôi sao nó không mua con này nhỉ, giá rẻ nhỉ? Chắc mua hợp lý. Cũng chia sẻ các sếp đây này, giá đây này, chắc có thể là mua hợp lý này. 4423 này, 325 này, rồi 99 nhá, con này mình lên 5 triệu. Đấy, mình trừ ra thì có phải là trừ 5 triệu có phải là 32.500, 17.000. Thì trừ đi 5 triệu là nó vào 27.500, 17.000. Đấy, mình đánh nhá, mình cộng 5 triệu như thế này, mình cộng 3 triệu. Hơn rẻ, yên vỏ yên zin. Hợp lý, okay. rẻ. 30.500 chiếc xe này nha anh em nhá. Mặt bằng thông. Anh em nào chốt thì inbox trực tiếp nhá. Ông phải gặp này. Đấy. Ông xoay hết này, đấy, mới ra được. Mọi người cảm nhận đấy, ông đứng cái dáng, ông quay một phát gần. Hợp lý quá. Thái Lan đấy nhá, cái đồ này đồ Thái, không có đồ đều đâu này. Sơn zin của Thái hết đấy, này, cái này của Thái nhá, không phải sơn lại thế nào. Yếu đủ. Đầu máy 81. Hợp lý, con này mua rẻ. Con này hợp lý. Thôi, bán cho anh em. 30.500 nhá anh em nhá. Anh em nào chốt thì mình chả mua được đấy, vừa giả ông 28 triệu con xe, ông đòi 34 triệu. Cành kiều chán trông xấu anh như mất ma, không bán đi về đấy ạ. Rồi xong con đấy còn đi về đấy. Tiếp theo con Dream Việt Nam thì không lấy con này được mà, thật sự anh em nói thật, mấy em lấy con này anh em, con Thái này chắc là mở rồi nhá anh em, cũng đừng xác định 30 triệu với 27 triệu thì mình không cần đâu. Cái nguyên nhá, vừa rồi có con Dream vừa rồi mình mua 7.8 triệu cho con Dream lùn đấy, 7.8 triệu cái máy Dream đấy nhá. 7.8 triệu máy gì nhưng đồ nó xấu, không nhìn được. Máy chất anh ơi, con này máy chất máy luôn. Chất căng này, nghe này. Máy căng. Xác định những dòng tầm 30 triệu quay đầu về để anh em cứ xác định. Quan trọng là mình được. Mua đồ nhá, 1.000 chi tiết mình mua cái đồ đó mới gom vào mới thành một cái giá. Đừng có tập trung một thứ. Như là anh em lấy vợ đừng bao giờ để ý tập trung một thứ. Và cô này cô trước có người yêu rồi mình không lấy lại cuối cùng lại hỏng. Mà đôi khi là nhiều lúc mình phải hoàm chứa tất cả nhiều yếu tố mới chốt một cô người yêu. Đôi khi nó phải gia đình, rồi là con người, tính cách, rồi là sức khỏe, dáng. Đấy, nó nhiều yếu tố mình mới chốt cái xe này thôi. Đừng cứ tập trung vào điểm yếu. Nếu mà xe đẹp đắt thì bắt buộc yêu cầu máy zin. Nhưng riêng một con xe vừa tiền, cố gắng phải đồ zin còn nhiều, đồ đẹp. Đấy. Con này 2008. Thế tại sao mình buôn ít khi thua, mình kinh doanh bao năm có thua đâu. Vì mình biết cái yếu tố gì, mình hội tụ lại để mình mua, mình xuống tiền mình mua. Thế nên anh em mình có ngại vấn đề đâu mà. Tâm Lê, 1 triệu bạn ok. Con này là 2008, đang hồ sơ. SH đỏ bên cạnh giá sao. Lát nữa bạn điền triệu nhá. Lát nữa mình sẽ quay chi tiết. Đây một chiếc tiếp theo, con này đúng là có phải con này có biển 89 con xe đúng hải quan không? Đúng. Con xe này đi 2 vạn lốp còn zin cả đôi. Rồi, xe này hôm đấy là rất là quý mà tại sao bây giờ vẫn còn nằm đây? Em đang rút hồ sơ anh ạ. Xong xe rút hồ sơ con này rất nằm đây, lại đi 2 vạn cây đời 2008 này. Đúng rồi, chuẩn 2008. Mọi người xem này. Xem ra máy mình này. Mua vào hơn 40 triệu đấy. Đây ông quay con ra máy này. Cao Nguyên đúng rồi, mua xe như mua đi tán gái đúng rồi. Xe nó như tán gái mà, đúng thật. 2008. Đúng kiểu như kiểu chọn vợ ấy. Đấy, 2008 này nhìn. Nguyên Toàn, anh kia này chốt 30. Này trắng nõn lắm. Thôi lan tăn làm gì, Nguyên Toàn ơi, chia sẻ bài đi, chốt đi. Một mấy trăm làm gì, lom đom bán rẻ rồi. 2008 con này. Cũng chia sẻ các sếp mình đúng như đàn gái, mình trước đây mình đám nào mình vào. Tất cả các dạng kiêu căng, rồi các dạng nào gì mình chơi hết, đến hết. Đến để mình tham khảo, đến khi mình chốt mình lấy cô tử tế đàng hoàng.
Đấy, nó như mua xe này rồi, dạng xe hối nát, xe gọi là dỉ rồi, xe đẹp cũng đến hết. Ông xem, ông xem là sông sâu hay là biển rộng hay là kiểu gì. Thế thì mình có giao lưu mình mới lọc được. Cứ lao vào tông bão mà chơi có vấn đề. Ok Nguyễn Toàn, Thảo Kiên anh quay con Jim Thái xem. Thảo Kiên ơi, mình xem một kỹ, mình quay rất kỹ rồi, bây giờ quay lại ảnh hưởng người khác. Con này mới đi được đúng chính xác 1.900.000 nha anh em. Đã quay về 9.000 cây này. Con xe đôi lốp còn zin cả đôi nhá. Đây ông quay cho đời 2008 này. Con này lốp còn zin mà. Ông mới mua kết lắm con xe này, ông anh ông giữ. Một đời người đàn ông mới mua được con xe này mà bây giờ sao nó vẫn còn nằm đây. Đây này. Tuần thứ 02 năm 2008 này. Lốp còn zin cả đôi nhá. Con xe này sao vẫn còn ế đây, lạ thật đấy nhỉ. Đây này. Xe đi 1.800.000. Con này đẹp lắm ấy. Đẹp đây, lắm cơ. Lốp sau em quay lốp sau đi. Cái quay lốp sau nhanh. Đây đây, ông quay con lốp. Ông mua của một ông anh, ông ấy đi từ Hải ở Hưng Yên lên. Anh ở nghe tin Hoàng Kiên anh lên anh cho đây, tham dự một siêu phẩm này. Con này mình mua hơn 40 triệu mà, lốp còn zin cả đôi. Đây. Đây. Tuần thứ 40. Tuần thứ 43 năm 2049. Tuần thứ 49 năm 2008. Đúng rồi. Lốp còn dày nhá, không phải đơn giản đâu. Này, đây. Tem bạc này. Một rừng cây một đời người này. Các đại ca nhìn em nó từ năm sinh năm 2008 mà lốp nó chưa mòn này thì đời mình bao giờ cho hỏng được. Dán xe đi 1.900.000 dòng này chạy 12 vạn phải động con máy chứ. Xe đi 1.900.000 thì thoải mái đi. Con này mình mua hơn 40 triệu rồi, con này mình bán bây giờ mình bán mình hạ giá này. Bán ra 48 triệu bao hồ sơ cho các sếp. Anh em mà ai thích cái xe đời đầu này. Này Võ Yên này. Mà con xe này hôm ấy mình mua trực tiếp nha, bao nhiêu anh đòi cọc. Vừa rồi có một anh cọc. Hôm vừa rồi bao nhiêu anh khi mua nhá, bao nhiêu anh đòi cọc thích con này. Có một anh nhanh tay hơn anh cọc. Xong anh chuyển về cho anh ấy, xong cùng anh rút hồ sơ cho anh ấy. Một anh cũng ở Hưng Yên. Đấy. Còn bây giờ anh ấy cũng là thân thiết với Kiên rồi, thôi cho anh lùi mấy triệu lại nhận lại. Chính thức là con xe này thế. Một anh hiện tại ông anh đang mở rất hay FaceTime với Kiên. Mở bán xe điện. Và anh đam mê anh mới về anh chơi. Thế là cùng anh ấy khởi nghiệp, anh ấy mở bán xe điện, anh ấy bán lại cho mình con này. Đúng rồi, 2008 máy chất lắm. Một anh nhanh tay. Thế cuối cùng các anh sau là chịu chết. Sau cuối cùng anh ấy yêu một thời gian xong anh ấy bảo thôi kia nhận lại cho anh, bảo ok. Lùi theo mấy triệu. Đấy, hôm nay lùi con này có 2 triệu rưỡi hay 3 triệu này. Miền Nam em ship hết nha anh ạ, ship tất cả các tỉnh đấy anh ạ. Anh ấy kê vòng khách anh bảo là Anh kê vòng khách anh bảo là kia ơi đẹp lắm. Nhưng mà cô gái anh ý anh muốn bán lại một lần nữa cho anh em dùng cơ. Nhưng mà thật sự cái xe đẹp này nó phải đúng tay mình mới bán được. Chứ bây giờ thật sự cái thị trường của các anh nó bé quá. Thế bởi vì cái xung quanh nhà anh ấy nó mấy hai nữa anh cũng chưa có tên tuổi gì, cũng chưa thể bán được một xe nhanh như thế. Muốn mua về xong là để đấy, anh em nào thích là bán. Là bán. Lấy công nhưng mà... Ông anh xem like đây chắc cũng có anh trên này. Anh đang cửa hàng anh ấy mở bán xe đạp điện cho các cháu. Thế thế còn Kiên nhận lại và ok em nhận lại ngay. Thế bây giờ nó còn dơ đây nhá, không có cái lúc mua nha anh em, thực cực kỳ thích luôn. Xe chạy 1.900.000. Thi nhau. Đây là 8. Dùng okay, con này chính thuộc con này nằm lâu nhà mình. Mình có video lúc mua bán con này nhá, có video nếu anh em cần thiết mua có video con này. 48 triệu. Đấy nhiều anh này nhanh tay anh ấy xong dùng lại giả lại. Nhiều lúc là anh em mà dòng này chơi nếu anh em mà thương mại là sốt ruột lắm. Bỏ ra mấy chục triệu ngồi vòng khách nhìn cho nó sốt ruột. Tiền thì cứ nghĩ là lãi 1.000 một ngày, 1 triệu một ngày với 2.000 một triệu trên một ngày ấy, thì không thể chơi xe cổ được. Chơi xe cổ mới là chơi đồ cổ ấy, là chơi lục bình mới đậm, mới là phải người thật sự có điều kiện. Tại sao những cái đồ đẹp nó hầu như toàn vào nhà giàu hết, ra khó lắm. Nguyễn Văn Tuyến tiếp theo nhá, tiếp theo Dream 2013 biển 88 này anh em ạ. Phạm Kiên ơi, ông ơi quay lại cho bạn Phạm Kiên con này để chốt đấy. Nhìn Thái à anh? Quay lại con Nhìn Thái nữa. Đấy con Nhìn Thái này 30.500 nhá. Mua 275 rồi. Đấy Phạm Kiên ấy, quay kỹ nhá, ông quay kỹ nhá. Đầu bò mẹ con vàng ươm như kiểu xe 100 triệu, sợ thật. Mình như kiểu bắn nhầm ấy. Thế mẹ hát. Đúng như xe nhìn ốc đầu bò mẹ lốc máy này, như xe 70-80 triệu này. Này như mình bán nhầm này. Cũng chia sẻ các xe đây Thái xịn đấy. Lốc đầu bò. Thật mình cũng hơi nhiều lúc mình cũng gọi là thôi, mình cứ gọi là có vội vàng vàng thôi. Này, như kiểu xe như kiểu mình bán nhầm cái xe giá xe này. Này, cái hộp xích còn zin này, đẹp này. Này, đẹp này.
Đấy đại ca nào không cọc con này thì hơi bị phí đấy. Này lườn vẳng căng. Cái nắp bình xăng trong cũng đẹp. Xe có 30 triệu 100 như xe 70-80 triệu. 30 triệu 500 nha anh em nhá. Anh em nào chốt thì... Đấy không quay mà... Thật sự anh em đam mê nhưng mà nói chung là anh em thợ buôn thì cũng không nên mua gì. Để cho mấy anh em chơi thôi. Anh em thợ buôn thì cọc hết rồi các anh em sau khó chơi. Ở trên này cũng nhiều anh em buôn đấy. Nhiều đây anh ạ, nhiều anh em buôn đang theo dõi xem. Nói chung là đã trên này là cọc là bán thôi chứ biết sao được. Đấy, con Dream này là 30 triệu 500 biển 29K nhá anh em nhá. Đấy, 30 đây. Triệu 500. Kể cả cái con xe 1 vạn 9 này nhá, bây giờ hiện tại đang quay xuống 89 nghìn cây nhá, anh em cũng thật sự cũng xứng đáng. Lốp còn cả đôi. Lốp còn cả đôi. Ông anh nhanh quá, rất là tiếc ông anh, cũng ông anh quý kiên quá, mình nẻ quá mình. Con xe này bao nhiêu người mà thầm thương trộm nhớ, ông anh cũng nhanh quá. Ông ấy cọc xong mua một đôi của mình xong cùng ông anh chơi được khoảng nửa tháng, ông ấy gọi bán luôn lại cho mình một đôi. Nhiều lúc xót xa mà mẹ em bao nhiêu người yêu em nó mà cũng không được. Thế con biển hai con đời 208 này. Anh Lê Huy Thịnh cọc khi nào có tiền lấy được không? Anh cọc. Nói chung là cọc chỉ có mấy ngày, 50 ngày thôi. Chào em. Em bán xe gì? Em đi qua à, đây. Em lấy con Grand đi à? Anh em cọc đúng không? Con đấy anh bớt được cho em. anh bớt trên đấy rồi. Con đấy là giá lai. Giá lai, anh bớt trên rồi. Con đấy nhiều anh em nhiều đại ca vẫn đấy. Con đấy của anh ngày xưa con E2 anh bán 1 triệu mà con E2 biển Honda 2022. À thì thôi cuộc sống đôi khi nó vậy thì anh nói luôn là anh mua giá bao nhiêu anh cộng bấy nhiêu. Có đôi khi nhiều con xe anh mua cao, nhiều con xe mình mua cũng phải hợp lý mình bán hợp lý. Chứ không phải là con nào cũng đòi cao, con nào cũng đòi thấp. Con xe những dòng này bây giờ Grand nó đắt. Anh đang like hiện tại đang có 877 người ta xem. Em chào các anh trên này đi. Chào tất cả các anh em trên đấy nhá. Em có thể bỏ khẩu trang, em tên gì nhỉ? Em tên Hiển ấy. Hiển à? Vâng. Ok nhá. Ok, cảm ơn em đã cũng là cọc anh con Grand. Grand cũng rất nhiều người thích em nhé. Cái xe Grand của em cũng rất nhiều các anh thích mua cho vợ, cùng em là người chiến thắng. Không phải là một mình em đâu. Không có một mình em lặng lẽ đẹp đâu. Mà. Các anh trên này nhiều anh thích gọi điện, anh thấy nhân viên đội anh em gọi điện suốt nên là em còn hỏi anh ơi có người yêu rồi. Em nó có người yêu mất rồi. Em hỏi tí nữa là nếu mà em xem mà cái gì em đổi sang nó khác được không? Được. Đổi nhưng mà cũng phải lùi đi tí. Thôi nói vui thôi, em cứ em không. Em không ưng, em không thích, em đổi khác. Ok. Em tọc. Được. Đang áo mưa đây mà. Anh em nhé, cảm ơn các bạn đi cùng nhá. Em tên gì nhỉ? Điểm. Anh Phạm Khiêm ơi, bên em con đấy là bán 30 triệu 500 không bao ship. Báo ngay anh. Cái xe đấy của em chỉ cần báo phát là đội online anh là cũng gọi điện cho anh đến lấy. Nhiều người thích mà. Con Grand. Có anh em nào đang báo cọc xe này rồi. Các anh nào không cọc thì các anh báo với lại nhân viên bên em trước nhá. Đây, tiếp tục mình. Mai Kiên, Giang Thái. Ok, bạn anh Phạm kia đây phải cọc nhá. Thôi và bao ship là gì, anh chả biết anh ở đâu, anh em không biết anh Triệu Phạm kia đâu mà bao ship. Con Diêm Thái đấy, Diêm Thái rẻ quá. Nguyễn Đặng Thắng, hôm nào em bán đất phải ra anh Kiên ngay. Kết lắm rồi. Kết lắm rồi. Nguyễn Đồng Thắng ơi, chia sẻ ba cho cái đi. Ok. Nói thật ra nó là đam mê, đôi khi tiền thì anh em mình đã bảo anh em mình tầm 40-50 năm nữa không còn trên cõi đời này đâu. Rồi xe nó còn ở lại đấy, còn những chiếc xe đẹp nó còn ở lại hết đấy. Đấy, những chiếc xe anh em mình giữ lại 50 năm nữa là chúng ta xóa sổ, chúng ta ở trái đất khác. Đấy. Đấy, chứ còn thế thôi, thì mình chỉ có khoảnh khắc này thôi, chỉ gặp nhau khoảnh khắc này thôi. Đấy, một rừng cây một đời người đấy. Tiếp theo Dream 2013 nhé, biển số 88F117563. Anh Phạm Khiên. Ê, ông quay cho con xin một vòng. Không bao ship được ra lộc 5 củ. 5 củ là 5 triệu đây Phạm Khiên ơi. Ra lộc 5 củ là 5 triệu đấy hay 500 hay không biết. Đây, lốp biết rồi. Ông quay. Anh Phạm Khiên ơi, chia sẻ bao nhiêu cái đi. Ra máy hơi xíu. Em mua đời 19 còn đấy. Còn con màu trắng anh ạ. Còn con màu trắng 29. 29. 2013 nhé anh em nhé, xe này là 2013. Lê Oanh chỉ còn con 29 màu trắng nhé.
À, tiếp theo thôi, đọc mấy con này thì không có thì chọn là hết mất thời gian. Biển 88. Ừ. 88F1. 17563. Đấy, con 13. Con này chạy con này hợp lý nhá, con này mua 34 triệu nhá, còn 3 triệu cho các sếp nhá. 37 triệu chiếc Dream 2013 này anh em nhá. Đây này, con này cộng 5 triệu cộng lên có 3 có 3 triệu này này, 3 39 triệu này. F17563 nhá, 39 triệu. Cộng với 5 triệu là 39 triệu, trừ đi 5 triệu là có phải là 34 triệu không? Đây này, lên 5 triệu này. Cộng 3 triệu nhá. Mua 34 triệu rồi con này. Năm sản xuất là năm nào ấy? 2013 anh ạ. 2013 nhá. Tiếp theo em đến từ bánh đậu xanh Hải Dương, con Dream Thái này. Xem là đầu máy bao nhiêu? Con này anh... Đầu máy 8 vạn nhá, con này đẹp nhỉ? Em nhớ anh mua của cái bác Hải Dương mang lên 2 con ấy. À con này của bác Hải Dương mang lên 2 con và lỗ mất 100. Đúng rồi. À lỗ mất mấy chục triệu. Mấy chục triệu 2 con. Lỗ mất 65 triệu. Ông mua hai xe này, ông mua Hải Dương đây vẫn có cái này kèm theo này. Đây chụp đây. À, của nó này. Đấy, đấy của nó. Ra kêu than mà thôi thôi từ giờ không mua nữa. Anh em mua con này là 70 mấy triệu này. Rồi bán cho mình là 46 triệu. Đúng không? Con này bán cho mình 46 triệu. Có hai con khác nhau, hai con một con nhiều tiền hơn, một con ít tiền hơn. Con này là biển con này biển 34B3 75338. À con này mình mua 54 triệu. Đấy, hai con mà. Con này mua 54 triệu nhá. 334 biển 5338. Con này mua 54 triệu rồi. Con này cộng lên 5 triệu nữa là 3. Con này mua 54 triệu rồi. Đây tại 5. Sao nó lên giá đấy, cộng 5 này. 5. Con này cộng 3 triệu rưỡi nhá. Đấy. Xe đẹp. Con này ông chủ xe ông này ông mua 7 mấy triệu không? 7, 74, 75 triệu. Lỗ van này, vật này xin xỏ ra mới nó bán cho. Xin xỏ. Xe chủ xe vống kinh lắm. Thế thì anh em cần bán nó bán đúng không? Vống lên. Tiếp theo em ơi. Tiếp theo biển 18 nha anh em, 18E101042 đấy, 011. Dream Việt Nam. Đây ông quay con xin vòng này. Trắng này. Trắng này. Con này mua là mua 49 triệu nhá. Mua 49 triệu rồi anh em nhá. Nhập vào 49 triệu rồi. Công tơ chạy 5.000 cây. Đẹp lắm, đẹp lắm. Được nhá anh Kiều Mai nhá, được ạ. Thôi không đổ máy đấy, trong này hơi mùi. Mùi kinh. Được rồi, không quay vào nữa. Mua 49 triệu nhá, cộng 4 triệu con này nhá. 53 triệu anh em ơi. Mua 49 triệu cộng 4 triệu là 53 nhá. Lệch lệch cái khác đi. Ok, 5... không sao. 53, 49 là 53 nữa. Anh em ai bên công giáo thì nó quá quý luôn. Con số 4953 nó quý lắm, đẹp. Xe này mãi vẫn còn nhỉ. Biển 89K104827. Xe này Dung mua đúng không? Em đi mua mà con này 8.000 cây. 2011 chạy 8.000 cây. Lê Anh. Con này em mua chính chủ tận về tận Hưng Yên mua. Chờ lát nữa Lê Anh ơi. Hai vợ chồng bác chủ xe. 30 ơi, cúp tôm năm 2006 nhá, sản xuất năm 2006. Quang Minh Bùi ạ. Lê Anh ơi, lát nữa nhá, bình tĩnh. 8.000 cây, ông quay cao lên à. Kiều Mai, hôm qua em mua con xem. Hôm nay em đổi lấy xe đắt được không? Được Kiều Mai ơi, anh em trừ phí đi một tí là xong. Anh em cứ chơi thoải mái. Nhiều lúc anh em cũng phải tiêu cho bớt tiền đi. Nhưng mà mình để nó nhiều tiền trong tủ quá nó không giải quyết được cái vấn đề. Hôm qua em mua hai xe nhà anh, có phải anh mua một con Way, một con Dream đúng không anh? Đâu Kiều Mai. Kiều Mai hôm qua đang mở mua hai con thì hôm qua có xem live trực tiếp rồi. Kiều Mai chia sẻ bài cho anh em cái đi. Chia sẻ bài anh em giảm giá. Chia sẻ bài giúp em nhé anh Kiều Mai nhá. À ok Kiều Mai ở Ba Vì. Mặc áo vàng nấp Qua. Kiều Mai Ba Vì mua một con xe Dream biển 29X và một con Way đời 2022 biển 36. Ok Kiều Mai ơi. Được thoải mái, cho chơi thoải mái. Anh em Kiều Mai chia sẻ bài đây không mất phí. Đúng rồi. Anh xem giúp em cái con biển 30.500 Thiên Thái kia, anh xem giúp em nào có hay không nhá, đã có người cọc chưa nhá. Nãy em vừa thấy có người báo cọc rồi đấy anh em ạ. Ok, tiếp theo biển biển 30Z78468 biển đẹp nhỉ. Kiều Mai ơi chia sẻ bài vào Facebook đồng phát trực tiếp này anh em đổi miễn phí luôn. Đúng rồi. Đổi miễn phí luôn.
Em đổi xe Gem 25, đổi lấy con Gem Thái 30.500.000. Anh em nói chung là phải cọc cơ. Anh không, anh thấy con 30.500.000 là nhiều, anh em thích lắm ấy. Báo con 30.500.000 hỏi lại nhân viên giúp em nhé. Không sợ anh em là đau. Ok, cứ chia sẻ bài là đỡ mất phí. Ta đã quay với con FMO rồi ấy kìa. Vâng, okay. Cảm ơn 755 người xem, con này biển số bao nhiêu? Chia sẻ cho em nhiều không mất phí nhanh nhá. Biển 30Z78468. Đâu ông quay cho con một vòng. 30Z78468. Ở con này ra máy đẹp này. Con này cũng cao cao kìa. Con này mua 47 triệu rồi, cộng 4 triệu nhá. 51 triệu anh em nhá. 51 triệu một chiếc đò rim đời 2010. Đấy. 51 triệu. Tiếp theo, tiếp theo. Tiếp theo biển 88L109643. Nghe con này quen. 2012. Nghe cái biển nó đọc nghe nó quen. Đấy, ông quay cho con một vòng. Ra máy con này đẹp. Con này lâu, con này cũng hùng, lâu thế nhỉ. Con này mua 50 triệu, con này thôi cộng 3 triệu thôi. 53 triệu nha anh em nhá, 53 triệu với chiếc. Con này cũng hùng nhá, hùng Mê Linh. Hôm nay có Hùng Mê Linh. Đây chạy một vạn cây. Mua 50 triệu xe đúng một vạn cây, mua 50 triệu. Cộng 3 triệu nhá. Con này có Hùng Mê Linh mẹ, con này nó đẹp lắm. Đây, là con này nặng vía nào bán lâu thế nhỉ. Ông Hùng ơi, ông chia sẻ bài thôi cái nữa. Ông Hùng trước đây cũng săn xe, đầu tiên bán cho mình mấy con rồi sau đi săn xe rồi ông chán. Khó xe đâu mà săn. Khó đâu mà săn. Giờ anh em đi mẹ, đi mấy anh em đi một tuần nữa không mua được xe cũ. Và thật ra đây nó là gọi là toàn nó gọi dành cho anh em tập trung mới mua được. Có mà xe nhà thì nhìn nó nhiều này ở các thợ khác có ấy. Có đúng không mua? Các tỉnh lấy đâu ra khi khả mới có con bán. Vì nói thật là nó bao nhiêu gian nan đây, như đơn giản là một con xe này nhá, Việt nhá. Hai anh em đi tít Hưng Yên mua nhá. Không mới mua được con xe này mà mốt một ngày luôn. Đánh hẳn Eto đi mua nhá, không phải là đi Grab đi xe bíp nữa. Mang Eto đi mua nhá. Mang Eto đi chở nó đấy, chứ không đơn giản đâu. Con này máy chất lắm ấy. Con này máy chất của Việt đúng không? Việt mua đấy. Việt vẫn còn đây, mẹ nằm đây. Hôm vừa rồi có anh Thái Nguyên anh ấy lấy nhưng mà anh ấy lại đổi lại lấy xe cao tiền hơn. Tiếp theo con nào nhỉ? Biển số ấy. Con này là 8296. 8296. 8296 hơi 90, màu là màu xanh rêu. Máy chất lắm. Biển 29F97168. Máy khủng khiếp luôn. Em ơi, bảo nó thay cái này. Nhìn nó xấu. Mua bảo nó mua nó thay. Người nhìn cái đấy là trông nó rất đơn giản, nó 170.000 phát. Chưa có người thay, em cũng bảo rồi mà chưa có ai. Không, em cứ chụp em lưu à. Đã là like vừa like này em phải kiểm tra luôn. Xong ủ dầu cho nó dọn lại con này. Con này mình mua là đó là 32 triệu, 31 triệu nhá. Cộng 4 triệu nhá. Đi Hưng Yên đấy. Hai anh em một đôi, hai ông chuyên gia về xe máy đến. Còn đi một ngày luôn, anh em bia rượu. Còn Việt, Đỗ Xuân Việt nhá, chủ vườn lan Việt Dung. Đây là một trong trước ngày xưa hoành tráng lắm, anh em hoành tráng lắm. Riêng buôn lan của em không bao giờ buôn xe máy đâu. Bây giờ em giàu rồi. Nhưng mà nói chung đời cũng như là mơ. Đời cũng như là mơ. Đời cũng như là mơ. Nói chung là đợt nó bảo ông kia kia đi, anh bỏ cái xe máy đi. Mấy anh em vừa rồi buôn đất rồi, ông kia ơi, bỏ cái xe máy. Buôn ô tô, buôn xe máy gì? Chuyển buôn đất. Đấy không như là mơ đâu. Đấy. 82-70 nhanh em nhá. Đợt mình đi mình mua ô tô nữa. Giờ này không còn buôn ô tô. Thế mẹ bỏ ra vài tỷ mua cái mảnh đất lãi bao tiền. Là thôi em cứ nhẹ nhàng gọi là nhẹ nhàng nhá. Nhẹ nhàng như đầy xe hàng. Nhưng mà nói chung là cuộc sống đôi khi nó là cũng không nên phóng nhanh phanh gấp. Lan đòn ngay. Dính trưởng ngay. Toàn Hoàng. Suốt ngày xem live stream. Em góp tiền để mua con Win. Xem nghiện mất rồi. Tuấn Hoàng. Ok nha, tiếp theo nha, chiếc xe quên 82. Toán học có con rảnh án, mấy con rảnh án. Phạm Kiên bán không để chuyển cọc. Anh Phạm Kiên ơi, anh chuyển cọc đi anh em, chuyển cọc đi vào điện thoại vào Facebook nó phát trực tiếp này đi. Không nó trôi mất. Anh phải gọi đấy, anh phải gọi vào nhân viên đấy, có con ấy kia đúng không? Con 30. Anh phải gọi vào cái số đang phát trực tiếp này, cái số Facebook này. Xong anh điện và anh cọc con này cho anh số tài khoản, thế là xong. Tinh tinh ngay. Không có phải nghĩ một cái gì đấy. Cuộc sống mà có người ngồi nhà mang một tận trước cửa nhà anh mua, anh trả tiền. Đấy, mình là người nó sướng ở chỗ đấy. Mình là người có tiền. Giá mua, giá bán có rõ ràng rồi. Sau này không thích Hoàng kia ơi, cho anh gửi lại xe. Đấy, lùi tí, xong bén luôn anh em phục vụ. Có đây có hệ thống thì mình phục vụ hết. Không có gì phải vất vả gì cả.
Mình là người có tiền. Em ok, ơi. Chị Tám Mai này là biển 29F3. Ông quay vòng cho con. 6313. Ông quay cho con xin một vòng. 29F3. Con này mình mua là 29 triệu nhá. 8297. Hơi 70. Đấy. 29 triệu rồi. Đấy. Chíp chíp. Xem nào, quan tâm con này cộng 3 triệu rưỡi nhá. Nói chung là mình bán xe cổ mà bán như kiểu xe rau xe dưa. Chứ còn nói thật ra các đại ca buôn dòng xe cổ này, đại ca toàn không lãi 10 triệu không buôn. Đây lại lãi 2-3 triệu thì tính làm cái gì. Ra máy này. Riêng với cái loại xe này mình bán như rau ấy. Thế là những anh em mà bán gọi là 6 tháng bán một lần thì ít nhất là lãi 10-15 triệu một con. Đấy. Riêng đội này bán như rau. Đồ bò quá đẹp luôn anh em. Bởi vì anh em cảm giác như kiểu cái quán phở ấy. Khi quán phở nó đông khách thì lúc nào nước nó ngọt. Anh em ăn quán phở đông khách nước ngọt lắm. Bao giờ cái quả chanh bao giờ nó không đắng. Anh em mẹ quán đi khách có cắt ra ăn không đắng đến chiều đắng chết đi được. Đúng không? Ăn quẩy nó phải giòn tan trong mồm mới sướng. 29 triệu nhá, cộng 3 triệu rưỡi các sếp nhá. Cái dòng này nó thật ra quá quý rồi. 32 triệu 500 một chiếc 82 đó anh em nhá. Ok, tiếp theo anh em cũng hỏi anh em chơi xe cổ cũng phải đó. Đây cũng toàn các anh em giới siêu giàu mà dân chơi. Bây giờ là mình chắc mấy 82 hôm qua mình la hết rồi nhá. Ông anh em xem lại. Thế bây giờ còn một ít SH này là anh với Dung giải quyết lúc SH này xong nghỉ. Ok. Cũng muộn rồi, 12 rưỡi rồi. Đấy. Đấy em đọc đi, một số SH này. Mình làm là mình cũng thẳng thật nhá, mình làm thật ăn thật. Ta bảo làm thật ăn thật cũng không ăn cũng tiêu hết tiền nhưng mà làm giảm là cái gì? Cho mình làm giảm mình chả làm. Ok, tiếp theo SH đại biển 36B729647. S này là 100 đời 2019 125. Đời 2019 nha anh em nhé, màu đỏ đen. Biển bao nhiêu? Biển 36 anh ạ, 36B7. Đây rồi, ok. 29647. Con này chính chủ vân tay luôn nhá. Chính chủ vân tay. Con này là mua là 70 đây, 36B7 này. 2647 này. 81.100.000 mà con này lên là 5 triệu. Có nghĩa là trừ đi 5 triệu là 76.146.000, có nghĩa mua 76 rồi. Cộng cho anh em 3 triệu rưỡi con này nhá, đỏ đen, tháng 9 2019. ABS anh ạ. Đấy, ABS nhá. ABS đấy. Đây. Nhập vào 76 rồi. Con này đẹp lắm. 125 ABS anh em nhá. Màu đấy. Đỏ. Cộng 3 triệu rưỡi nhá. Em nó đến từ xứ Thanh, quê hương của Thủ tướng Phạm Minh Chính. Đấy. Ok, 2019. Tiếp theo bên cạnh đi. ABS này đấy. ABS nó khác CBS một tí nhá. Đây các đại ca, ông quay đây này, nó khác cái này này. Đấy. Nếu mà CBS thì nó không có cái này. Đấy. Rồi tiếp theo. Đấy, đây con này ABS đấy. Con này màu đen cũng là 2019 biển số 22S13442. Con này đẹp thế mà con này quá xuất sắc luôn. 150. 150 ABS biển 22 tháng 10 2019. Đời 2019. Màu đen sần nhá anh em nhá. 2S1 đây. ABS đấy. 99 triệu. Con này mua là có 92 triệu thôi. Tính ra có 92 triệu này. 99 triệu. Nhập vào có 92 triệu thôi. Trần Tuấn. Con này cộng okay. 5 triệu cho các sếp nhá. 150 ABS mua có 92 triệu anh em mua quá rẻ. Bây giờ nhiều các đại ca đọc trong mốt bao nhiêu, nhưng con này mình mua biển tỉnh có 92 triệu đấy nhá. Đấy. Em thất bại về Lan thật còn gì trong nữa. Trong này 5 triệu. Dung này đi chục tỷ. Lần xa đi chục tỷ đấy anh em ạ. Hoàng em... Kiên cho vay của anh Kiên em cho anh vay nóng mấy trăm. 700. May quá Hoàng Dung giả được 400 vẫn còn 3. Đấy. Cho em gái vay nóng. Rồi đấy anh chưa cần đến tiền, anh có dư ra 700 trong ngân hàng này lấy đi vay nóng để anh em lướt sóng lan. Về đâu không cũng ra đi gần chục tỷ đấy anh em ạ. Đi gần 10 tỷ. Vẫn bình thường mà. Làm ăn tất nhiên là nó có thất bại, có thành công, có thất bại, nhưng mà em thất bại quả này hơi đau. Khuyên em nó nghe đâu, chứ em ăn nó lừa đấy. Cẩn thận. Không, nhiệm vụ này em anh đầu tư. Còn anh đầu tư hơi nặng. Số này nó đen. Giờ này anh buôn xe máy, buôn xe máy làm gì? Tiếp theo nhá. Tiếp theo SH 2019 màu đỏ này, biển 81B265021. Bao nhiêu năm cống hiến, 14, 12, 13 năm cống hiến thì xe máy đi teo hết không còn tin gì. Hôm qua bạn anh nha, hôm qua bạn anh 25 năm trong nghề. Còn gì? Dạ, làm gì? Ninh bạn anh đây cũng có, bạn Ninh chắc chắn thằng xem trên này mấy anh em bạn học cùng chứ xem. 25 năm kinh doanh, giám đốc doanh nghiệp, kinh doanh may mặc. Vừa rồi anh em qua mất hết luôn, mất trắng luôn. Trắng luôn. Hơn 20 tỷ đi. Ôi hết. Miền Nam nha, anh em miền Nam bây giờ ra ngoài Bắc bây giờ đang phát triển hơn.
Đấy. Ông bạn, bạn, bạn anh đúng không? Anh Ninh đấy là ngày xưa là anh ấy rất nổi về cái phần oát giặt. Khi anh học cấp 3 nhá, là ông bạn mình đã là một chủ lò bánh mì, nó mua 81 đi rồi. 81 kim vàng giò lệ rồi. Khi đấy mình đã mơ ước của nó, đã là một ông chủ. Một thời đột biến anh em. Sau 25 năm quay lại bây giờ anh em lại về tay trắng. Đấy, cái đây mười mấy năm nhiều anh em vẫn bảo gặp Hoàng Kiên bảo bây giờ này buôn xe máy làm cái gì? Chả bao giờ nghĩ buôn xe máy. Vâng, em cứ bình thường. Em cứ lưu cứu ạ, bây giờ mà đi chậm nó chắc anh em ạ. Bây giờ cứ đi chậm cho nó chắc, mình cứ chậm và chắc. Thế cái này ca ảo vừa thôi. Nhiều anh em mở xi nhánh, mở saloon, mở nọ mở kia, mở chuỗi, cứ mở đi rồi biết. Làm đi rồi biết. Người đi hai chân của đi tứ ngả đấy. Của đi tứ ngả đấy. Các cụ ở người đi hai chân nhưng của đi tứ ngả không vớt được đâu. À, nói vớt không dám dậy đâu. Cái câu chuyện nó thực tế đấy, mình cũng trải nghiệm thực tế thôi. Con này mình mua là 71 triệu nhá, con này cộng 4 triệu. Con này đời 2009. À đời 2019. 2019 màu đỏ đen. Một biển Gia Lai Kon Tum nhá. Hơi xa tí. Thôi tóm lại là giải quyết cộng này cộng 3 triệu. À, mua 71 rồi cộng 3 triệu con này nhá. Đây anh em nhau thoải mái. Chuẩn luôn. Đây. 74 triệu nhá anh em nhá. Để em gọi cho anh Tài Gia Lai. Gia Lai Kon Tum. Gia Lai có lấy con này không? Đây nhá. Con này lên 4 này. Con mua 715 chưa có nói gì đây này. Gia Lai Kon Tum 81B2 này. 75 năm mà cộng lên hẳn con này mình lên hẳn 4 triệu nhá. Mình mua 745 này nhá, cộng 3 triệu. Đấy. Thôi giải quyết. Xe okay. Chính chủ yên tâm. Tiếp theo biển Hòa Bình nhá. Bởi vì biển cái bản 2019 nó đắt lắm, bản này. Ừ con này Hòa Bình. Hòa Bình. Biển 28L115738 màu đen sần nhá anh em nhá. 2019 màu đen sần. Con này đời 2019 nhá, con này mình nhập rất hợp lý, mua bậc cũng 71 triệu thôi. 125. Con này đen sần dán đen bóng nhá. Con này đen bóng, đen bóng dán đen sần. Ừ, đen bóng dán đen sần. Con này cũng mua có 71 triệu nhá, cộng 4 triệu nhá. 2017 anh. Biển 2019 là đúng ý anh. 2019. 2019 là đúng đen sần đấy anh em. Cộng 3 triệu rưỡi. Ủa, 2019. Nhưng mà không, nó 125. Ừ, 125. Con này nó lên đen sần nữa. Ừ. Cộng 3 triệu rưỡi, mua 71 thì cộng 3 triệu rưỡi nhá. 74 triệu 500, biển 28. Ông có thể quay con cái biển đi, ông vào đấy quay con cái biển. Đâu, đưa con. Đưa con quay phát cái biển nhanh em nhá. Đấy, vừa xong là biển 81 này, màu đỏ này. Tiếp theo biển 28L1 này, 15738 này. Tiếp theo. À, tiếp theo con bên cạnh ông là màu đi. Đỏ, biển 28. Ông nghỉ để con mới dùng. 29E2, 67733. Con này biển đẹp nha anh em nhá, 67733 anh em nhìn cái độ. Đây này mua 89 triệu rồi nhá. Đây, con này cộng 4 triệu nhá. Quá đẹp luôn. 21 triệu 300 mà nói mỏi hết cả mồm rồi. Rồi, con nào bán đâu nào. Cái sai gì, bây giờ giả là 31 triệu. Giả 21 triệu 300 bán. Đấy. Đây là một bà chị là giám đốc duyệt mới được ấy. Đấy bà chị nói thôi quyết bán vẫn phải là giám đốc mới quyết bán. Vì nhiều anh em nhiều con xe cũng đứt, nếu mà thắng hay thua hay không là cũng là do bộ phận marketing bán hàng, nhưng mà giám đốc vị trí cũng quan trọng lắm. Nhiều anh em bảo vị trí giám đốc, vị trí nó không quan trọng nhưng mà vẫn phải giám là giám đốc là điều hành rồi còn gì nữa. Giám vẫn đốc phải là giám đốc mới là duyệt được, vẫn hệ phải là thống lại không. Thế thì biển 29E267733 con này xuất sắc luôn, mới cực kỳ. Con này luôn. Mua đấy, giá đấy mua là 89 triệu rồi, cộng 4 triệu nhá. 150 nha anh em nhá. 150 CBS. CBS đây. Sẽ tiếp theo một con máy dòng này, trong này không phải nổ máy. Đây một đôi 2022 này. 350i. 350i này. Hai con một đôi 350i không lỗi nhá, năm sản xuất 2022, mới là chủ xe mua là 165 triệu. Đăng ký hết 17 triệu nữa. Bây giờ mình bán ra nhá, xe này mới mua được mấy tháng thôi, bán ra mỗi con hai con này 143 triệu một con. Lỗ kinh khủng luôn. Lỗ đây chứ. Hôm trước 148 này. Thôi cứ bán 143 triệu một con nhá. Lỗ đây anh em mới bán lỗ. Bán lỗ nhá. Tiếp theo một con xe này xe nó gốc của nó biển Hải Dương này, cũng 2022 này. Cũng 2022 nhá, mình bán con này là màu bản đen sần mới luôn, vẫn 167 triệu nhá. Chưa, con này mình đã rút hồ sơ, ba hồ sơ. Như con xe này mình bán ra bây giờ là 136 triệu nhá. 136 một chiếc 350i nhá, anh em đỡ phải mua xe mới. Đấy. Rất là rẻ cho một cái 350i này. Ừ. Đây là một chiếc SH Model. Đây bên cạnh đây một chiếc SH Model. Đời 20 em đọc biển số cho anh. Biển số 29B147746. Con này giá hợp lý thôi. Con này đời 2014 nhá, con này rất hợp lý, con này mình mua có hợp lý thôi, mình mua có 40 triệu thôi. Đây. Biển P này mình mua có 40 triệu nhá. 39 triệu 970 nghìn thì mình gọi là 40 triệu, 433 này. Con này mình lên 3 triệu rưỡi này.
Con này mình cộng 3 triệu nhá. Mua 40 cộng 3 triệu. 43 triệu anh em nhá. À không, con này chắc để xem đời đây xem nào. 24 này. S1 giờ không sản xuất nữa nhá. Hiện tại giờ lại khan hàng rồi, lại chip hay mất rồi. S1 giờ rất đắt nhá, nó đắt kinh khủng. Có nghĩa là mình không thể động vào được. Đây con 14 nhá. Mình nhập vào 40 triệu rồi. Cộng 3 triệu anh em nào quan tâm thì lấy con này. 43 triệu nhá anh em nhá. Đấy anh em xem lại luôn một con số. Đây. S1 đây. Đây nhà mò đỏ nhá. Cá sang này. Con biết 47746 anh. Đấy, dưới bên ngân vàng vàng ấy. Đấy. 77 ở đâu? Đấy, 4477 sao đây? 26 đây, có nhiều clip quá nhỉ? À đây. 40 triệu nhá. Lên 3 triệu rưỡi, trừ đi thì nó vào 39 triệu 800, nhưng mà thôi 40 triệu cộng 3 triệu. Vẫn còn 3-4 con lít nha, 3-4 con xe S1 nó nằm chỗ nào rồi, mình hiện tại bên nhà, vẫn đang, bên vẫn đang bên dọn nhà. Xe màu vẫn đang dọn bên nhà. Đấy, cúp tô mình. Anh ơi, có con 150 ABS này đi. Ừ. Con này hải quan đúng không anh? Con này con xe mua của anh Vinh nhá. Xe này hôm nay mua anh Vinh trực tiếp, mình mua là 91 triệu rồi. Con xe này mới đi 2.500 cây, đời xe mới tinh, 150 ABS. Con xe này mình mua giờ hợp lý lắm. Anh em biết xe mới này nó 126 triệu. Mình mua có 91 triệu thôi, đây 2.000 cây. Cảm ơn anh Vinh nhé, để cho con xe này nhá. Xe này đã rút hồ sơ, mình mua 91 triệu. 2.500 cây. Đấy, con này mình cộng 5 triệu nhá. 96 triệu con 150 này anh em. Anh Vinh này, tiểu sử anh Vinh này, anh đã bán cho mình một chiếc xe Jim chưa đổ xăng. Anh Vinh là một người quá sành sỏi luôn, anh ấy sinh năm 72-73. Anh đã bán cho mình một con xe Jim chưa đổ xăng nhá, hơn 200 triệu. Anh bán con xe đấy cho anh mua con này, nhưng mà vừa rồi về cho chị đi nó cao con quá. Xe này cao quá. Mình mua có 91 triệu thôi, nhưng mà mình cộng 5 triệu con này. 150 ABS anh em nhá. 96 tiếp triệu. Theo con này. Tiếp theo SH màu đỏ, con này vừa like rồi anh. Vừa like ở ngoài cơ. Vừa like. À, vừa like đầu like con này. Vừa like rồi. Con này là biển số 29B116624. Con màu đỏ này vừa sân đấy là báo là 75.500.000 nha anh em. 29B1. B116624. Đây. Xe này là mình mua là đây 95 triệu. 6 triệu đây. B1 đi nhá. Mua 90 triệu nhá các xem nhá. 89 triệu mấy trăm, 90 triệu cộng với 6 triệu trừ đi 6 triệu thì nó vào 957. Con này mua là 90 triệu, con này cộng 4 triệu rưỡi nhá. 94 triệu 500 nha anh em nhá. SH125. Nhập a SH đời cao. 125. Đời cao đời 2012. SH nhập. Việt Phong nhập. Việt Phong nhập mua 90 triệu rồi. Cộng 4 triệu rưỡi con này nhá. Con SH này là Việt Phong nhập nha anh em nhé. Việt Phong nhập đấy. Chắc là mình cũng gần như song song hết rồi nhỉ. Thế một con dàn xe này thì Jim đằng này nhé. Đã rất Jim đằng này, anh em xem video ngày hôm qua. Mình mới dùng like rất là kỹ. Anh em xem video ngày hôm qua là like kỹ lắm. Cảm ơn 618 người đang xem nhé. Em trả lời một số. Hiền Diệu, con đỏ nào 125D28 CBS không? Đây anh. Đây con này đấy. Con này luôn anh ơi. Con này đầu lai đấy. Đầu lai luôn. Bán là 70 mấy triệu nhỉ? 76 triệu, 75 triệu 500. 775 rưỡi đấy, đấy đẹp này, nhìn nào. Xuất sắc luôn. Nhìn chồng, nhìn ông nào, chính chủ, anh nào mệnh hỏa, mệnh thổ thì con này mẹ cuộc đời đổi khác. Đấy. Cúp tôm 40 triệu này, nhìn đẹp không? Trông toán to cao đẹp trai, đẹp. Đấy con này nhập khẩu nhá. Việt Phong nhập đẹp lắm. Con xe này chủ xe phải đi 3-4 lần mới mua được. Mình đầu tiên anh đòi cao, anh đòi 100 triệu. Sao con này lại bóc cọc rồi? À đây cọc vẫn cọc. Hoàng Dung sập nguồn nhưng không cháy thì tiếp tục tỏa sáng luôn nghe. Nguyễn Vĩnh. À 150 cơ, Điền Triệu 150. Bên này qua mình có like hết rồi nhá. Đây còn trong này anh em. Anh em mua ra xe gì đây? Mua xe thôi chị Thoa vừa quyết đúng không? Đấy, Hòa này vẫn là chuyển xe, vẫn không quên chuyển xe. Em biết bên này nhau. Chào nhau. Anh bắt tay cái, em quay video đấy. Ừ nhá, cảm ơn em nhá. Em tên gì nhỉ? Tên Duy. Duy à? Duy đâu ấy? Em ở Hà Tĩnh. À, Hà Tĩnh nhưng mà làm ăn ở Hà Ngoài Hà Nội nhỉ? Ừ, anh cảm ơn nhá. Duy lấy con xe của anh nhỉ? Ừ, phải hỏi của anh Kiến, anh Duyệt. Cứ phải giám đốc mới quyết được, không được. Ông em tên gì đấy? Mạnh nhỉ? Cũng ở Hà Tĩnh nhỉ? Em quê ở Hà Tĩnh, những bài hát thơ mộng nhỉ? Sung Lam núi Hồng, Sung Lam núi Hồng, anh cũng rất là ấn tượng ở khu vực anh em thì mình vào vào đấy mình như kiểu mình những người con ở đấy trong đấy nhỉ.
không phải nói quá nhiều các thi sĩ quê hương của Nguyễn Du khác. Người thứ hai đúng không nhỉ? Nhỉ. Tại vì đã ai đã từng đi những tuyến đường bởi bọn anh hay hay đi vào đấy mà hay đi vào trong đấy. Nó là dân ca ví dặm thì nó là tuyệt vời luôn. Nguyễn Diễn, ok, à, nghỉ cơm thôi đại ca. Ok, cảm ơn Nguyễn Diễn nhé, đấy cũng nhắc nhở đấy, đúng rồi. Một giờ nơi rồi. Mồm nịnh rất dẻo. Trần Tuấn, không phải dẻo đâu, thực tế luôn. Mình rất văn nghệ sĩ, mình có kinh doanh nhá. Ok, ờ rồi, 21 bài. Nhưng mà nó là sông Lam núi Hồng, nó là thơ mộng nhỉ, lơ thơ. Nếu ai đã từng gọi là qua gọi là quan Hòa Mười sẽ biết. Nhìn mãi không thấy đâu. À em đi định vị đây gì? Em định vị. Tôi cứ tới năm 2 chùa A đối diện hoặc em vào luôn cái trụ sở chính của FLC 265 Cầu Giấy là anh Trịnh Văn Quyết anh ở bên kia. Đấy ngay bên kia. Đấy. Em không vào Hoàng Kiên mà vào hẳn trụ sở chính của tòa công ty FLC. Vào trong đấy hỏi Hoàng Kiên nhà Hoàng Kiên chỗ nào. Vì anh Trịnh Văn Quyết anh gần đây mà mấy anh em cà phê rút. Thế này mấy tháng nay anh em vào trong kia rồi anh không gặp nhau thôi chịu. Nguyễn Văn Hậu, anh Kiên này. Thông Thiên Văn dưới giường địa lý. À, địa danh nào cũng biết, đúng rồi, mình cũng là người hay cũng hay tìm hiểu mà. Anh hay đi lắm. Phải một chút là thơ mộng một chút. Một chút chiêm nghiệm với cuộc đời, đôi khi cuộc sống đôi khi nó phải thế. À, Nhan Thanh. Ờ nha, cảm ơn em nha, chúc đi may mắn nha. Ờ, cảm ơn em nha. Vâng, em đi nha. Anh em Hà Tĩnh. Hà Tĩnh mình à. Nhàn Thanh ơi, con Wacam ấy hiện tại ra không còn nhỉ? Wacam 100 không còn hoa nhỉ? Không còn anh ạ, không còn. Đây này, ông Hòa này, ông đi ông chuyển xe cho các sếp này, em gạt đây này. Đây, Hòa này là trực tiếp gọi là Cà Mau, Kiên Giang, Bạc Liêu là nè. Kể cả đây, một cái sổ của em đâu. Đấy, danh sách các cụ. Ba sổ này. Nhiều anh em kêu nhiều cái đại ca cũng dẻo đầu. nhiều đại ca đi á. Đỗ xe nhá. Năm 2 chùa Hà anh ơi, đây. Hà Đình đấy. Qua. Nhiều là có một đại ca trong Bình Phước nhỉ? Xe container đi chở xe máy nhá, đi qua 20m bắt container lùi lại nhà anh nhá. Anh không đi bộ 20m anh đón xe mà phải lùi trước mặt cửa nhà anh mới lấy xe nhá. Lại bắt đầu đi lại phải lùi ở trong vòng. CD50 trong kia bảo đang dối bảo xe chuyển rồi nhưng nó bị lạc mất số điện thoại gọi nhưng mà đang dối trong cái bác. Anh nào? CD50. Anh CD50 á? Anh gì? Đông Hòa đây phụ trách chuyên chuyển nhá. Thông cảm các xe vận tải đôi khi người ta nhầm nhọt. Nó nhầm nhọt là bình thường các anh ạ. Đúng rồi, réo đau. Bác dần dối bác nên là bảo là chưa ship cho bác đấy, khổ. Đã điện rồi ngày mai. Thế. Địa chỉ của mình là 52 chùa Hà Cầu Giấy nha anh em nhá. Ship cho các bác rồi, các bác lại dối. Địa chỉ mình là 52 chùa Hà Cầu Giấy. Đấy. Anh em cứ tới phố chùa Hà này mấy cái tòa nhà lớn nhất đây là của Hoàng Kiên luôn. Dưới cái tòa này là to nhất đây, ông 52 này, một sào đất này em quay. Có 360m2 nhưng mà. Thật sự ở phố này mà một sào đất bắc bộ là không đơn giản đâu. Lai Edward 1-2000 anh, à Lê Oanh chết rồi. Ở bên nhà, ở mình để bên nhà 64 rồi. Thế thì Lê Oanh ơi, à chịu quý nhớ inbox bạn Lê Oanh thì gửi cho bạn con xe SH1 đời 2020. Mình bây giờ mình lại vòng sang bên kia. Hơi xa mà nó muộn rồi chị ạ. Xin lỗi Lê Oanh nhá. Thì Lê Oanh cho lại số điện thoại trên này đi. SH1 con đấy là màu trắng. Con màu trắng đấy nhỉ? Màu trắng. Màu trắng mà không còn 3-4 con nữa đấy. Tôi gửi ảnh cho bạn Lê Oanh là chờ hơi lâu. Di Tubo, máu mua con hát đỏ của anh quá mà lại thiếu tiền chết chứ. Ôi giờ quan trọng gì anh em gọi điện người thân phát ok. Bạn bắn cho tôi mấy chục đê tôi làm ngon. Mình cứ phải nhiều lúc cuộc đời phải mạo hiểm tí. Bởi vì mình tạo cái mối quan hệ thì mới ra tiền. Kể anh em mua đất mua nhà cũng phải có tí đòn bẩy gia đình tí thì nó mới trôi nhanh được. Có mối quan hệ mới ra tiền tệ. Đúng rồi. Trần Khải Tâm Đạt Elite không. Nhàn Thanh cho kiếm trả lời rồi. Trần Khải ơi có Elite nha anh em. Nhưng nhà mình còn được Elite. Có CD Bentley không em ơi. Có CD Bentley 125 vẫn còn nhỉ. CD Bentley 125 qua vừa rồi vẫn like đấy. Các đại ca xa quá. Anh Tâm Đạt nhá.
phát quý giám đốc vào vừa thôi không lại được vào uống cà phê, vào kia uống cà phê. Nói chung là mình không làm sai đâu, đã sai sai trước rồi, bây giờ thì khó sai lắm. Phát quý ạ. Nói chung là không tham, tất cả các cụ là tham hết thì mới an toàn. Đây mình làm thuế má đóng đủ, không có vấn đề gì cả. Thành Đạt SZ15 có khá mập không? Z15 hiện tại không không có nhá. Bạn Thành Đạt ạ. Khải Trần có clear Elite không có kiên. Clear Elite có nhá, có nhiều. 50 có loạt nhỉ. Elite hiện tại đang. Danh sách cho Hòa này chuẩn bị gửi đi các tỉnh cho em này. Đấy đội ngũ. Hòa này một trong đại học Đông Đô, một trong học sinh và dân chơi. Đại học Đông Đô đấy, vẫn về đầu quân thiếu kiên. Nói chung là ông em này dân chơi đấy. Không biết có trả đủ môn lấy bằng hay không đấy. Chắc đủ đúng không? Dân chơi. Lại còn không cần á. Học gì là cần gì đấy, bằng học này xong rồi học. Tao nói thôi, nói vui thôi chứ nghịch lắm, mấy em sinh viên thì nghịch lắm. Lê Âu Anh. Alo. Ok, cảm ơn Lê Âu Anh nhá. Đồng Nhung ơi, lấy số thoại của Lê Âu Anh để đuôi 1942. Alo ạ. Nguyễn Văn Thủy giờ tỉnh lắm, đúng rồi. Chia sẻ các sếp, các nói chung cũng vừa vừa thôi, nói chung ăn vừa thôi, căng quá lại vớt mất. Tại sao doanh nghiệp ở Việt Nam cứ li ti hóa, không dám lớn, đây muốn lớn nhưng không lớn. Bởi vì cũng rất nguy hiểm, thật ra nó mọi cái cũng phải mình tự hiểu đi, anh em tự hiểu đi. Bởi vì doanh nghiệp Việt Nam tỷ lệ li ti hóa rất là nhiều. Dung Hương, đồng chí ngồi cạnh không đẹp mà phải vẽ. Đồng chí ngồi cạnh không đẹp vẽ. Ô em này ngoan lắm, trông thấy tôi vằn vẹn dân chơi. Vẽ cho đẹp. Dân chơi nhưng mà ngoan. Cũng Hòa này là em anh em đồng hào mình nhá. Anh em đồng hào. Thế đây em cứ tiền ông cứ thoải mái đi, ông em cứ gửi thoải mái, không sao cả. Chào anh Đạo Xanh nhá. Anh chốt con Diêm Thái biển 29K 30.700.000 cả ship rồi nhé. Không biết anh Đạo Xanh nhá, quan trọng anh chốt rồi đúng không? Đúng không Nhung? Cảm ơn anh Đạo Xanh nhá. Anh chia sẻ bài cho em cái. Diêm Thái đuôi 079 còn không anh Kiên. Còn Diêm Thái đuôi 7570 0170179 mọi người xem còn không? Mạnh Hồng Trần. Hoàng Văn Thành, con Dream Thái biển 7570 giá bao nhiêu anh Kiên? Con 179 không còn nhá. Con Dung vừa bảo là sao? 7570 không vẫn còn nhá. Bao nhiêu tiền em ơi, con đấy nhiều bao tiền? Dung em con. Con đấy là 26.800.000 nhá anh Hoàng Văn Thành nhá. Vẫn còn anh ạ, con đấy vẫn còn. Mời cả nhà uống nước nhá. Bán 265 thôi. Anh Phát Quý, anh đang bảo giám đốc cho dọn con Avalet 7776 sạch sẽ chấm tỉa giúp cho mình ngon lành, chủ nhật mình lên lấy nhé. Mà nghe nhá, anh Phát Quý này. Cho con dọn con 7776 dọn sạch sẽ chấm tỉa. À, con AB. Hòa nhận đúng không? Em toàn thế thì ai thế toàn không ở đây em nhắc danh đấy. Em nhắc nhá, ghi vào đấy, còn tí quên. Chủ nhật anh lấy đúng không? Ok, cảm ơn anh Phát Quý nhá. Duy Tubo. Ăn cơm đi để lấy sức. Tiếp lại sẽ là Rim. Ok. Cảm ơn Duy Tubo nhá. Nguyễn Hữu Sĩ, Vision giờ giảm giá sâu chưa xếp Kiên. Vision vừa rồi nó giảm tí giờ nó lại nhấp ngược rồi. Nó như kiểu quả bóng ấy. Nó bung lên xong nó rơi xuống xong lại nhảy lên rơi xuống nhảy lên rơi xuống, nó phải nhảy lên rơi xuống từ nay đến Tết. Sau đó nó mới lăn vào góc chân tường, lúc đấy nó ổn định. Bây giờ nó đang kiểu nó như kiểu thị trường ấy, kiểu nó nảy bóng ấy. Tất cả mọi thị trường, nếu anh em đã dòng chơi là phải hiểu thị trường. Nó như quả bóng này, thả giống cái này, nó nảy lên, nảy xuống. Nó cứ nảy đi đến Tết, xong bắt đầu nó mới đến xa riêng là giá ổn định. Đấy. Giờ Tết ai cũng mua xe mà, ai muốn mua xe đẹp. Sợ Tết không xong. Thị trường nó thế mà, đất đai nó thế, thị trường cái gì nó cũng nhảy, nó nhảy lên xong nó lại hạ xuống, xong nó lại nhảy lên đấy, nó nhảy lên xong nó lại hạ xuống. Đã bảo chơi bóng ấy. Thị trường. Xuân Mai chào đại ca. Ok, tôi đi giám đốc Kiên đi tuần xe máy
trẻ hơn lúc đi toàn ô tô, đúng rồi. Nguyễn Vĩnh, anh Nguyễn Vĩnh trước đi mua ô tô, mua mất nửa ngày mua cái xe. Đây không ở buổi sáng mua mẹ xe máy mua phát 20 con buổi sáng. Ô tô mua mỗi con mẹ lãi được ôi giời ơi 2 triệu bạc chỉ có nghĩa rằng các cụ ô tô rắn khó. Mình trước bán Camry tỷ 2 giờ thêm 2 triệu nữa vẫn bỏ về. Mình nói vui mẹ mẹ tôi thật tôi buôn xe máy rồi đây mỉm cười được 2 triệu. Nên làm gì phải đi buôn ô tô bỏ ra tiền tỷ. Không, câu chuyện đấy tôi thật nhiều lúc anh em ấy vui nhau nhưng đúng là thật luôn. Vật vã lắm, buôn ô tô không đơn giản thế nào. Nào nước Kiên nói rất duyên, kiểu gì cũng nói được, vui lắm, tiền vui. Không đúng rồi, bởi vì trước mình mua đi mua xe cho anh em ở nhà thì như kiểu đi trên dây ấy anh em ạ. Một bên là ô tô, mình hai gần 30 ô tô ở bên nhà thi đấu quận Cầu Giấy. Một bên là xe máy, mình khi mình ô tô, doanh thu ô tô nó nâng lên thì xe máy nó lại giảm xuống. Thế kiểu người đi trên dây ấy. Thế rồi bắt buộc mình phải bỏ cái gánh ô tô đi để mình tập trung vào xe máy. Mà đi lâu làm lâu nó mất ngày mất buổi. Thôi chuyển ngành nhanh. Đợi. Đời mất mát quá nhiều ca ca đúng rồi Đỗ Thung. À, Nguyễn Vinh. Con xe Ablet 150 736 còn không giám đốc Kiên. Con Ablet hôm qua mua rẻ còn không nhỉ? Vẫn còn nhá. Vẫn còn anh Nguyễn Vinh ơi. Vẫn còn rẻ quá nhỉ. Mẹ mua đấy có 40 triệu còn Ablet mới giờ 6-7 triệu. Ablet 150 ABS nhỉ, có 736. Còn đây ông nào mua được ngon rẻ thế mua có 40 triệu. 150 ABS. Trời ơi đi có mấy nghìn cây. Nguyễn Vinh Tứ Triều 29B1 06235 giá sao? Mọi người có nắm được con này không? 06235 khách muốn bán này. Dạ. Bán mua luôn. Mọi người xem con xe đấy còn không? Thì tao mua xe đi. Em xem. 06235 không còn nhá, chắc không còn rồi. Em bán con này đúng không? Ừ. Ok, anh đang like. 8 triệu nhưng mà em ngoảnh tay em, anh ngoảnh chào các sếp trên này vẫn còn 500 mấy cái hội trường đang xem. Anh em bắt tay em cái. Em tên gì nhỉ? Em mua con Mitsubishi xong bà con đưa rồi lại giới thiệu lại. Bây giờ là giá là con này là Duy bán bao nhiêu? Bán 8 triệu. Đấy ngon lắm. Màu. Lý 8 triệu. Xong lấy 7 triệu đi cho nó phong thủy. Em về phải làm gì không? Không làm gì ok. Thôi chốt đi. Chốt cho đi. Ok. Chốt 8 triệu. Anh em ai thích thì lại cộng 1 triệu 7 lại ra. Dung ra quay luôn con Liberty cho anh. Dung ra quay nhá. Đâu em ơi, xe đâu? Đây ok. Mua 8 triệu cộng 1 triệu 7 nhá anh em nhá. Đấy, lại Liberty. Biển số 29S1 đây đúng không? 09235. Được không nữa chưa? Đây, cho thêm chân mới. Thiệp ơi, Thiệp nổ máy chị cá. Em biết rồi bán cho em. Thiệp ơi, Thiệp nổ máy chị cá. Đấy, Liberty nha anh em nhá. Liberty đấy, 011. Màu xanh. Liberty EE. Máy ok, hình nhà anh được. Hình nhà anh không phải làm gì. 9.700.000. Dạ quá rẻ. Ok, máy, củ máy đẹp. Máy chất. Đây, phải xúc cái này. Xúc một tí cái này cho nó đẹp. Tại vì nó để lâu nó bị nước. Đồ đẹp cũng ok này. Thì được anh em ạ. Được. Đấy giải quyết luôn đấy. Đấy. 9.700.000 nha anh em nhá. 9.700 thôi. Đây đi Liberty. Ngon hết chưa điểm xem. Mà mới được có 4 tháng. Đây này. Duy vừa mua 14.500.000 nhá, mới mua được 4 tháng đấy nhá. Bây giờ mình mua 8 triệu bán 9.700 nhá. Đây này. Chủ xe là Phạm Văn Lanh này. Đấy, Hoàng Mai này. Vừa mua tháng 2 năm 2022 này, mua 14.500 này. Bây giờ mình bán lại cho mình 8 triệu. Mình cộng 1.700.000 đấy cho anh em chơi thoải mái về buôn có lãi luôn. Anh em thợ mua luôn, con này thợ mua. Cộng luôn trên lãi luôn đấy anh em nhé. Thợ gì? Cọc, anh em cọc. Cọc luôn, 9 triệu mấy bạc. Hoàng Tường. Đinh Khoa, anh ơi cho em hỏi con SH mới giá khoảng bao nhiêu tiền? Không biết bạn hỏi nó chung quá. Thái Sư Phạm, anh có Ablet 26 không? Có nhiều Thái Sư Phạm ơi. Củ máy đẹp. Kỳ, Đào Quang, chén. Ok, ăn cơm, ok.
Ok, cảm ơn Kỳ Đào Quang nhá. Cảm ơn 491 người đang xem. Lớp mới. Anh em ngoài trời ơi, có SSD ý nhá, vừa anh em vừa giả trả thôi. Để xúc mỗi cái này nó không phải làm gì cả. 9.7. Có SSD ý nhá, 150 trong này này. Có. Anh Hoàng Tường nhá. Thái Sư Phạm. Có ABLED 26 thì trả lời rồi, có. Có Thái Sư Phạm nhá. Có bên nhà 62 nhiều lắm, dòng đấy nhiều. Lợi Nguyễn, em này giờ gọi là bố già. Nói chung là có 8 triệu này, IE nhá. IE mà. IE đấy, phun điện tử đấy. Dòng này năm ngoài trước đây đắt lắm. À, có còn 20 triệu. Giá này là rẻ thôi. Chủ xe vừa mua 14.5 xong. Cũng được, tóm lại pha. Đó là muộn rồi, mình xin phép mình kết thúc live tại đây đi. Có ai có quan tâm thì hãy xe máy hay vào website xemayhoangkien.com nhá. Hoặc em điện thoại vào video đang phát trực tiếp này nhá. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Bye bye. Mình nghỉ đây.